Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện toàn cầu cao vũ của tác giả lão ưng cực tiểu kê Bộ truyện được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube thích nghe truyện 247 Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây Nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Ngoại trừ Phạm Hải Bình, còn có cường giả phương bình quen biết, bác thương vương vương vũ. Vị này đến từ cửu phẩm đỉnh cấp của chính phủ Trung ương, ngày xưa xếp hạng thứ 10 bảng cửu phẩm, gần với ngô xuyên xếp hạng thứ 9 năm đó. Hiện tại, cũng chết trận ở địa quật, Nam Thương Vương cũng đã ngã xuống trong trận chiến trước đó, Nam Bắc Thương Vương cũng đã chết, Trương Vệ Vũ cũng không cần lo lắng có người phá cảnh đoạt danh hiệu Thương Vương của hắn nữa. Trầm mặc, bên cạnh tế đàn, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Lần này, Hải ngoại tiên đảo và nhân loại bên này, tổng cộng tiến vào hơn 500 người. Bây giờ ngoại trừ một ít người đi ra ngoài kia, cuối cùng chỉ có một ít người sống như vậy. Chiến tử hơn 400 vị cường giả, bên ủy Vũ Sơn có 30 vị cửu phẩm, lúc này chỉ còn 5 6 người sống. Bên Hải ngoại tiên đảo cũng tổn thất nặng nề tột đỉnh. Phương Bình nhìn quanh một vòng, không có nói những thứ này, nhẹ giọng nói, "Chư vị, ta lấy được bảo vật, nhưng bây giờ cũng không phải là kết thúc, đúng vậy, chưa kết thúc." Phương Bình trầm giọng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi chúng ta ra khỏi chiến trường không gian, người của nhị vương tuyệt đối sẽ ra tay. Không chỉ người của nhị vương, ta thấy người của vương ốc sơn hình như cũng đang chờ ở bên ngoài, bây giờ còn không rõ ý đồ của các nàng đến đây. Bây giờ chúng ta đều là một đám tàn binh, đến lúc này, chỉ sợ đối mặt đều là cường giả chân thần cảnh. Một vị còn tốt, nếu là mấy vị, chúng ta thật có thể còn sống đi ra ngoài, nguy cơ còn chưa giải trừ, vẫn còn sớm phương bình biết rất rõ những điều này khương bạc hít sâu một hơi mở miệng nói người muốn tránh đi nhị vương vậy tốt nhất ở chỗ này đánh vỡ chiến trường không gian trực tiếp ra ngoài phương bình thản nhiên nói không đề cập tới có thể đánh vỡ hay không vương chiến tri địa chưa phá chúng ta đi ra ngoài trong nháy mắt kia chính là cái đinh trong mắt các phương cho nên còn phải phá vương chiến tri địa để cho nhị vương xuất hiện như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian đảo loạn cục diện phá cục vẫn là ở bên phía nhị vương cho dù nhị vương thật sự liên thủ với một số người, cho dù giả vờ giả vịt, lúc này cũng sẽ không vừa đến đã là địch với nhân loại. Cho nên, muốn tranh thủ thời gian, chỉ có đánh vỡ vương chiến tri địa mới được. Có thể nghĩ đến việc đánh vỡ vương chiến tri địa, vậy thì phải đến chiến trường không gian. Phương Bình dứt lời, lại nói, chư vị, các người còn có bao nhiêu phân thân đế cấp cường giả lưu lại. Ta có, ta cũng có, mấy người nhao nhao lên tiếng. Bên hải ngoại tiên đảo, tuy rằng người sống sót không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là lãnh tụ các phương, nguyệt vô hoa, lực lượng vô kỳ, người của Long Đảo. Những người này đều có, tổng cộng là 5 vị phân thân đế cấp cường giả. Khương Uẩn bên này cũng có, huyền đức động thiên bên này, tuy huyền hoa rút lui, nhưng còn có người lưu lại, cũng mang theo một đạo phân thân. Bên 6 đại thiên ngoại thiên chỉ có hai phân thân, tổng cộng là 8 phân thân. Lúc này, bác cung mở miệng nói, trước khi ta đến, bộ trưởng cũng lưu lại cho ta một đạo. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía hắn, hừ nhẹ một tiếng. Có chút tức giận, bác cung biết vì sao hắn tức giận, có phân thân đế cấp, trước đó lúc bị vây giết vận dụng, có lẽ có thể cứu được mấy vị, đương nhiên, có lẽ cũng sẽ chết càng nhiều người hơn. Nhưng có phân thân của Trương Đào, Phương Bình biết rõ, trước đó xác suất vận dụng cực lớn. Hắn sẽ không chờ đợi nữa, bác cung trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, chúng ta cần phải đánh vỡ vương chiến tri địa, cần, nhân loại cần đất vương chiến để loại bỏ, cho nên phân thân này cho dù bọn họ tổn thất thảm trọng, hắn cũng không sử dụng, bởi vì muốn dùng để đánh vỡ vương chiến chi địa. Lúc này, trong đám người, Tưởng Nguyên Hoa mở miệng nói, trước khi chúng ta đến, Chấn Thiên Vương cũng cho một đạo phân thân. Phương Bình không tiếp tục nổi giận, đánh vỡ vương chiến chi địa, đích thật là một nhiệm vụ thiết yếu cho kế hoạch nhân loại thi hành. Nếu như Nhị Vương không chịu đi ra, những chân vương ngoại giới kia lại không dám mạo hiểm cường công, vậy kế hoạch lần này liền thất bại. Bên nhân loại cũng có chuẩn bị, đó là rất bình thường. Phương Bình không nói thêm đề tài này nữa, mở miệng nói, đó chính là 10 đạo phân thân đế cấp cường giả, những tên chết trận ở địa quật kia, còn có những tên chiến tử ở thiên ngoại thiên, hẳn là cũng mang theo một ít, vơ vét được không? Ở vương chiến chi địa, những cường giả phân thân đế cấp này dù có ý thức, cũng sẽ không ngoi đầu lên. Bởi vì rất dễ dàng dẫn tới công kích căn nguyên hỗn loạn. Cho nên trừ phi chủ nhân sử dụng, bằng không những phân thân này cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Phương Bình hỏi như vậy, Khổng lệnh viên nói tiếp, cũng tìm được hai đạo, nhưng chúng ta không phải hậu duệ hoặc là môn nhân của bọn họ. Đợi lát nữa đưa cho ta là được, nói cho ta biết là ai có được. Người khác không thể dùng, Phương Bình ngược lại là không có cái này cố kỵ. Trước đó người tham chiến, hắn cơ hồ đều đã thấy qua, cũng đều nhớ kỹ khí tức, những người kia đều không mạnh bằng hắn, hắn mô phỏng một chút khí tức vẫn là có thể sử dụng. Về phần còn có hai đạo phân thân lưu lại, không có vận dụng, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, Phân thân chân thần, chưa chắc đã mạnh mẽ bao nhiêu. Dù là phân thân đế cấp, cũng phải nhìn cắt chém tinh thần lực bao nhiêu, cắt ít, còn chưa chắc có những phân thân vật chất bất diệt mà Phương Bình chế tạo trước đó cường đại. Ở vương chiến chi địa vận dụng phân thân, đó là bởi vì những chân thần và đế cấp này có bản nguyên cường đại, có thể dẫn phát bạo động bản nguyên hỗn loạn. Nếu không, chiến lực của phân thân cũng chỉ bình thường. 12 phân thân, Phương Bình tính toán một chút, mở miệng nói, nhiều cường giả như vậy Phân thân toàn bộ xuất hiện ở dưới bản nguyên hỗn loạn, tất nhiên sẽ gây nên đại bạo động. Nhưng mà có thể sẽ rách vương chiến chi địa hay không? Phương Bình tính toán một chút, cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Lúc trước một đạo phân thân của mệnh vương đã trực tiếp nổ tung thất phẩm vực, hiện tại có 12 đạo, phá hủy toàn bộ bức tường ngăn giới của vương chiến chi địa, chỉ sợ không phải quá khó khăn. Nguyệt Vô Hoa tiếp lời nói, phá hủy chư thần mộ địa, những thứ này có lẽ đủ rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta chưa chắc có cơ hội vận dụng nguyệt vô hoa có chút lo lắng nói chúng ta cho dù muốn phóng thích phân thân cũng phải ra khỏi chiến trường không gian ta có chút lo lắng người của nhị vương sẽ chờ chúng ta ở lối ra chúng ta vừa lộ diện thì có chân thần chặn giết chúng ta nếu như bọn họ có chân thần sống sót nhiều năm như vậy chưa chắc đã không thể tránh được công kích của bản nguyên hỗn loạn trong thời gian ngắn phương bình cười nói không sao cái này không cần lo lắng hiện tại ta đang suy nghĩ làm sao để mang mọi người an toàn rời đi nếu như đi theo ta phương bình cùng đi đến tình trạng này ta cũng không muốn mọi người lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra phương bình trầm ngâm một lát nói phân thân cường giả ta nghĩ biện pháp đi phóng thích về phần các ngươi ta xem xem có biện pháp nào để cho các ngươi đi trước hay không phương bình khổng lệnh viên sắc mặt khẽ biến phương bình nhẹ nhàng xua tay do so dự một chút vẫn là đi lên tế đàn nhìn hắn đi về phía tế đàn sắc mặt mọi người đều biến hóa một chút trương thanh tử bị cố định trên tế đàn Bọn họ nhìn thấy nhưng không hỏi ra miệng, nơi này có dị thường. Nhưng một vị chân thần cũng bị cố định, bọn họ cũng không muốn gây thêm rắc rối, tránh gây phiền toái. Hiện tại Phương Bình đi qua, nghĩ đến vừa rồi Phương Bình chính là từ trên tế đàn chạy xuống, trong lòng mọi người đều có chút liên tưởng. Trên tế đàn, Phương Bình vừa đi lên, tinh thần lực cấp tốc dao động nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Ôi, một tiếng thở dài vang lên bên tai, Phương Bình cũng không nói thêm cái gì, nhanh chóng nói tiền bối Nơi đây là thế giới bản nguyên của ngài, vậy có thể mở ra một cái lối ra khác để cho người ta rời đi hay không? Chuyện này, có thể, các ngươi muốn rời đi sao? Vâng, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, vậy có thể mở ra xa một chút hay không, sau khi ra ngoài, rời vương chiến chi địa xa một chút. Đi xa một chút, thế giới bản nguyên của ta, hơn phân nửa đều bao phủ ở nơi đây, xa cũng không xa lắm, lấy thực lực của các ngươi, thời gian một chén trà nhỏ là có thể chạy về. Vậy là đủ rồi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, như vậy là đủ rồi. Không phải trực tiếp xuất hiện ở ngoại giới, bị những chân vương kia vây quanh, bọn người khổng lệnh viên kia có thể chạy trốn. Hắn lo lắng sau khi ra ngoài, những người kia một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, khổng lệnh viên kia những người này đều nguy hiểm. Nhẹ nhàng thở ra, Phương Bình tiếp tục nói tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối có biết, võ giả năm đó chết trận ở đây, có thể có một vị cường giả di thể lưu lại hay không? đặc điểm cụ thể ta cũng không nói ra được, bản nguyên rất cổ xưa, dùng kiếm. Rất đẹp trai, đây là Triệu Hưng Vũ trước đó nói cho hắn biết, Triệu Hưng Vũ hình như đang tìm kiếm. Không chỉ Triệu Hưng Vũ, hình như người của Vương Ốc Sơn cũng đang tìm cái này. Lúc này, người của Vương Ốc Sơn vẫn còn ở bên ngoài. Hơn nữa chủ nhân của Vương Ốc Sơn rất mạnh mẽ, Phương Bình muốn thử xem có thể tìm được bộ di thể kia hay không, có lẽ có chút tác dụng. Linh tiêu thời khắc mấu chốt cầm đi thần khí của hắn, hắn rất khó chịu nhưng có đôi khi phải cân nhắc đại cục nhân loại không thể lại trêu chọc cường giả đỉnh cấp không biểu lộ thái độ như vậy nhất là bên vương ốc sơn hình như không chỉ có một vị cường giả đế cấp dù trong lòng hắn bất mãn nhưng đối phương tốt xấu cứu mấy vị bát phẩm cảnh rời đi phương bình cũng không muốn nói cái gì nếu có thể dùng thi thể này đổi lấy sự trợ giúp của vương ốc sơn thần khí bị cầm đi vậy thì cầm đi đi dùng kiếm bản nguyên cổ xưa thanh âm hình như có chút dị thường một lát sau chậm rãi nói có liên quan đến vương ốc. Ngài biết, ôi, một tiếng thở dài lại nổi lên, ngươi có biết, năm đó, tại sao lại lựa chọn nơi này làm nơi quyết chiến không? Phương Bình mờ mịt, nhị vương cung ở đây, đương nhiên lựa chọn cái này. Bởi vì ở chỗ này, có thể, mà thôi, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Thanh âm có chút tang thương, nhẹ giọng nói, người đã mất, nhắc lại cũng là uổng công. Người muốn tìm thi thể, đã sớm hủy diệt, bất quá năm đó, binh khí của hắn lưu lại người đã hỏi vậy mang theo binh khí của hắn đi ra ngoài đi nếu gặp nguyệt linh của vương ốc nói cho nàng biết người đã chết đã chết rất lâu rồi đừng tìm nữa mấy ngàn năm trôi qua tất cả đều nên trôi qua tìm được thì đã sao tìm được rồi hắn hay là hắn không giọng điệu có chút tang thương có chút buồn bã mất mát phương bình ánh mắt khẽ động lời này nghe chẳng lẽ chủ nhân này chính là người mình muốn tìm không thể nào Chủ nhân Vương Ốc Sơn tên là Nguyệt Linh, dựa theo cách nói của người này, chẳng lẽ Nguyệt Linh muốn tìm là đạo lữ của nàng? Nguyệt Phô Hoa đã từng nói, đạo lữ của Nguyệt Linh là nhi tử của một vị hoàng giả, hơn nữa còn có huynh trưởng của một trong bát phương. Nói như thế, thực lực đạo lữ của Nguyệt Linh sẽ không quá yếu. Con trai của hoàng giả, làm sao thực lực đế cấp nên có A? Nguyệt Linh được vinh danh là cường giả đệ nhất động thiên phúc địa, đạo lữ của nàng có lẽ còn mạnh hơn nàng năm đó. Cái thế giới bản nguyên này chủ nhân cũng là cực mạnh ở trong phán đoán của phương bình chỉ sợ cũng là cái gọi là tam thập lục thánh thậm chí cao hơn một bước thế giới bản nguyên của cường giả cảnh giới bát phương về phần có thể mạnh hơn hay không hắn liền không cách nào phán đoán nếu là như vậy thật đúng là có khả năng chính là như vậy chủ nhân nơi này chính là vị kia vương ốc sơn không biết sao cũng đúng hình như ý thức của người này cũng vừa mới khôi phục năm đó cho dù nguyệt linh đến cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì ngay tại thời điểm phương bình nghĩ những thứ này phía dưới tế đàn một thanh tế kiếm mỏng như cánh ve bỗng nhiên bắn ra phương bình vội vàng tránh lui nhưng mà chờ đến khi thấy trường kiếm không có sát khí gì lúc này mới tiếp vào trong tay vừa cầm vào tay ánh mắt phương bình lại động vội vàng nói đây là thần khí không phải là thần khí thanh âm giải thích đây là năm đó khổ hải một đầu yêu thần đế cấp thọ nguyên đến lúc đại nạn dùng tự thân làm tài liệu rèn đế binh thần binh đế binh Thần khí, thần binh chính là binh khí mà chân thần sử dụng. Phương Bình khẽ gật đầu, nhân loại nói thần binh, đó là binh khí dùng cho thất phẩm cảnh trở lên. Cổ võ giả gọi binh khí chân thần cảnh sử dụng là thần binh, cũng không có gì. Phương Bình khẽ vuốt trường kiếm, trường kiếm giống như tĩnh mịch. Thanh âm lại nói, thần binh, đế binh, thần khí đều cần tế luyện, tế luyện cùng bản nguyên của mình hợp nhất, như vậy mới có thể như cánh tay sai xử, tiêu trừ khí tức bản nguyên vốn có, như vậy mới thật sự là nhân khí hợp nhất. Kiếm này đã nhiều năm chưa từng tế luyện, đã mất đi sắc bén." Thanh âm dừng một chút rồi nói, "Kiếm này, tiểu hữu tốt nhất có thể giao cho Nguyệt Linh, không phải là không tặng cho tiểu hữu, mà là có người nhận ra kiếm này, chính là đại địch năm đó của kiếm chủ, dễ dàng đưa tới mầm tai vạ." Phương Bình mở miệng nói, "Đây là đương nhiên, nếu như có thể, ta sẽ giao cho chủ nhân Vương Ốc Sơn. Nhưng mà nếu như đối phương đối địch với ta, Phương Bình cũng sẽ không lừa gạt tiền bối, một kiện đế binh, ta sẽ không giao cho nàng." Âm thầm không nói gì, giao đế binh cho kẻ địch, đổi thành ai cũng sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, không bài trừ một số người tu luyện có chút ngốc, nhất định phải thực hiện lời hứa. Nói xong những chuyện này, Phương Bình mở miệng nói, tiền bối, vậy liền làm phiền ngài, cửa ra có thể mở ở chỗ nào? Ở chỗ này là được, vị trí tế đàn được thành lập chính là hạch tâm của thế giới bản nguyên ta, đợi lát nữa các ngươi đứng lên tế đàn, ta mở ra một con đường cho các ngươi, rời đi là được. Đa tạ tiền bối viện thủ. Phương Bình lần nữa nói lời cảm tạ, về phần chủ nhân nơi này có thể âm thầm hại người đưa đi hay không. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Nếu chủ nhân này đã tặng trường kiếm cho mình, lúc này muốn cố ý lừa giết bọn họ khả năng không tính quá lớn, dù sao cũng tốt hơn so với người đi ra ngoài đối mặt với nhị vương. Đương nhiên, hắn sẽ không đi. Giờ phút này Phương Bình đang nhanh chóng chữa thương. Hắn không định rời đi. Hắn mang theo chúng sinh chi môn, nếu đi theo bọn khổng lệnh viên, lập tức sẽ mang đến phiền toái cho những người này những người khác đều có thể đi duy chỉ có hắn là không thể huống chi phương bình cũng không định đi chiến lực của mình bây giờ tuy không bằng chân thần nhưng hôm nay đối mặt với nguy cơ như vậy mình bất luận thế nào cũng không thể để ý dù cuốn lấy một vị chân thần một lát cũng coi như là tận lực nhân loại thật muốn hủy diệt hắn cũng chạy không thoát hắn là mục tiêu phải giết của rất nhiều người nhân loại bị diệt vậy hắn cũng không chết được ít nhất bọn lão trương sẽ giúp mình ngăn cản những cường giả đỉnh cấp kia. Một lát sau, Phương Bình từ trên tế đàn đi xuống, không nhìn bọn Khương Giao, Phương Bình hướng khổng lệnh viên ra hiệu liếc mắt một cái. Ánh mắt khổng lệnh viên ngưng trọng, đi theo Phương Bình đến một bên. Hai người liếc nhau, Phương Bình truyền âm nói, đợi khổng lão mang những người còn lại rời đi. Nhớ kỹ, sau khi các người rời khỏi vương chiến chi địa, sẽ rời đi một khoảng cách, khi đó ta sẽ đánh vỡ vương chiến chi địa, để những người khác không có lòng truy sát các ngươi. Thấy khổng lệnh viên muốn nói chuyện, Phương Bình giơ tay lên, không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, lúc này, nhân loại ta tổn thất thảm trọng. Đã không chịu nổi bất kỳ tổn thất nào. Khổng lão rời đi, tạm thời không nên trở về địa cầu, tìm một nơi không người tránh đi trước. Tránh một chút, khổng lệnh viên biến sắc, truyền âm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phương Bình nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, các phương hiện giờ đều đang nhầm vào nhân loại ta. Lần này, các cường giả tuyệt đỉnh đều là cửu tử nhất sinh một khi tuyệt đỉnh bị diệt nhân loại ta tộc diệt khổng lão mang theo những người này trốn một chút bao nhiêu lưu hỏa trùng chuyện như vậy chúng ta không phải đã sớm dự liệu được sao người chết đi không đáng thương nhân tài còn sống mới đáng thương thù nước hận chủng tộc tuyệt diệt ta không thể tưởng tượng được cuộc sống như vậy sẽ trôi qua như thế nào nhưng khổng lão lớn tuổi hơn ta ta nghĩ khổng lão đủ để gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy hai mắt khổng lệnh viên đỏ như máu, hai nắm tay nắm chặt, kinh mạch nổi lên, diệt tộc, đúng vậy, ngày này, không phải đã sớm chuẩn bị rồi sao? Nhưng khi chính tay nghe được Phương Bình nói, lần này nhân loại có thể sẽ bị diệt tộc, khổng lệnh viên vẫn còn có chút điên cuồng. vì sao? vì sao đều nhầm vào nhân loại, nhỏ yếu thì đáng chết sao? vậy ngươi, ta không thể đi, huống chi thực lực của ta cường đại, ít nhiều cũng là một phần chiến lược. Phương Bình nói xong lại nói, đừng có lại kéo dài thời gian, thời gian cấp bách. Còn có, sau khi Khổng lão rời đi, nhanh chóng tách ra với người của những thế lực thiên ngoại thiên, Hải ngoại tiên đảo, không nên cùng nhau hành động. Đúng rồi, bên Hải ngoại tiên đảo, tên đến từ Thiên Vân đảo kia là người của Tà giáo. Tà giáo? Khổng Lệnh Viên thần sắc kích động, Phương Bình nhanh chóng nói, không cần để ý. Hiện tại ta không có thời gian, ta nhớ kỹ hắn là được, lần này ta không chết, quay đầu ta liền đi tìm hắn dò xét cái gọi là thần giáo kia khổng lão đề phòng một chút là được đi ra ngoài nhanh chóng tách ra với hắn phương bình không có chuẩn bị giết chết đối phương vào lúc này đây là ám tử mà hắn biết đến duy nhất của thần giáo thần giáo này có thế lực cực lớn rất nhiều chuyện đều là đối phương đang âm thầm điều khiển phương bình bây giờ không có thời gian để ý tới cũng không có cơ hội đi làm một số việc chờ lần này kết thúc nếu như hắn không chết vậy thì có nói người này nếu bị hắn theo dõi nhớ kỹ ngay cả bối cảnh cũng biết, có thể hảo hảo mưu đồ một phen. Khổng Lệnh Viên hít sâu một hơi, gật gật đầu, không mở miệng. Vậy cứ như vậy đi, Phương Bình không nói thêm nữa, đi trở về, nhìn mọi người một chút, nhanh chóng nói, các ngươi đợi từ một lối ra khác đi ra ngoài, phân thân cấp đế đều giao cho ta, chờ một lát, chờ ta phá vương chiến chi địa các ngươi lại đi. Dứt lời, Phương Bình giơ tay cắt ngang lời mấy người Khương Uẩn sắp hỏi ra, thản nhiên nói, không muốn chết, vậy nghe ta bây giờ chúng ta còn là chiến hữu phương bình ta sẽ không hại các ngươi vào lúc này tin được vậy thì đi làm không tin được vậy các ngươi tùy ý trầm mặc một lát mấy người khương uẩn thở dài một tiếng mang phân thân cấp đế đều giao cho phương bình phương bình cười cười tiếp nhận những vật chứa này nhìn về phía cường giả nhân loại cười nói chư vị trân trọng những thi thể của những tiền bối chết trận kia các tiền bối mang về an táng cho tốt nếu ta không chết cũng sẽ trở về cùng chư vị tế điện những đồng bào này Phương Bình bỏ lại lời này, đạp không mà đi, trong giây lát biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt khổng lệnh tròn trịa phức tạp, nhìn quanh tứ phương, than nhẹ một tiếng, dẫn đầu bước lên tế đàn. Những người khác thấy thế, có người cũng vô cùng phức tạp, bất quá đều lục tục đi tới. Một lát sau, nơi xa truyền tới gợn sóng kịch liệt. Toàn bộ chiến trường không gian đều đang lắc lư. Đúng lúc này, tế đàn nứt ra, một vết nứt đen kịt xuất hiện, bên tai mọi người vang lên tiếng người, rời đi. Lời này vừa nói ra, khổng lệnh viên căn bản không hỏi, cũng không có tâm tư hỏi cái này. Cất bước đi vào khe hở, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa, đột nhiên quát khẽ, nhân loại, vĩnh viễn không khuất phục. Vĩnh viễn sẽ không khuất phục, dù cho tộc diệt, chỉ cần còn một người sống sót, chúng ta nhất định sẽ báo thù, nhất định. Lời nói vừa dứt, khổng lệnh tròn đầu cũng không quay lại, phá không rời đi, hai giọt huyết lệ rơi xuống thông đạo. Không cam lòng, bắt nguồn từ nhỏ yếu, chương 960, nổ vương chiến chi địa ầm ầm vùng đất phương chiến gợn sóng kịch liệt bên ngoài mấy trăm cường giả chân vương nhao nhao liếc mắt năng lượng sông lên trời hư không sụp xuống khí cơ đáng sợ dị thường muốn giết ta si tâm vọng tưởng vào thời khắc này một tiếng giống to xuyên thấu thiên địa phía trên vương chiến chi địa một tiếng nổ đùng đùng một cái hố to lớn xuất hiện giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong bên ngoài lối vào không gian Phương Bình có hơn 10 đạo phân thân đế cấp bao quanh bốn phía, giờ phút này, những phân thân này hiện ra hình tròn, vây quanh Phương Bình. Cũng không phải là vì giết Phương Bình, mà là vì chống đỡ cường địch. Ngay bên ngoài phân thân, mấy vị chân thần đồng loạt ra tay, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Mà Phương Bình, lúc này lại là phóng lên tận trời, căn nguyên hỗn loạn bộc phát, giống như lôi kiếp, lại là không có bổ về phía Phương Bình. Bởi vì hắn có căn nguyên bổn cường, giờ phút này mục tiêu của bản nguyên hỗn loạn là những phân thân kia là những chân thần ra tay phương bình dọc theo biên giới căn nguyên bộc phát hỗn loạn ra sức hướng chỗ rách trên không phi hành ra bên ngoài nhưng giờ khắc này lại có chân thần ra tay với hắn lại một vị chạy đi đâu phía sau vị chân thần có diện mạo lạnh lùng tay cầm huyết mâu một mâu xuyên thủng hư không xé rách không gian giết thẳng về phía phương bình phá không phương bình nổi giận gầm lên một tiếng xoay người lại một quyền một quyền đánh nát không gian, thiết quyền cùng huyết mâu va chạm, xương tay Phương Bình trong nháy mắt nổ tung, lại là mượn lực hướng ra phía ngoài phi hành. Lão tử một ngày đi ra 800m bản nguyên, 29 thăng cấp bản nguyên, ngươi cũng xứng giết ta. Phương Bình quát to một tiếng vang vọng thiên địa, ta là tuyệt thế thiên kiêu, sao có thể bị loại phế vật như ngươi chém giết. Lời này vừa nói ra, ngoại giới oanh động, một ít chân vương, thậm chí khí cơ cũng không ổn định nữa. Song cửu đoán thăng cấp bản nguyên một ngày đi 800 mét, đây chẳng phải là bản nguyên cửu đoạn sao. Thiên tài, yêu nghiệt, yêu nghiệt tuyệt thế chân chính. Khó trách có thể chống lại một đòn của chân thần, chỉ là xương tay nổ tung. Cửu phẩm bình thường, bây giờ ở khoảng cách gần đối mặt với một kích của chân thần, đã sớm chết đi. Đúng lúc này, trường đào khí huyết ngút trời, không chung, huyết sắc đại pháp trong nháy mắt hóa khí. Ai dám giết nhân tộc ta? Dứt lời, trường đào cầm trong tay trường đao màu máu, gầm nhẹ một tiếng, một đao chém ra, đao phá thiên địa bao trùm toàn bộ vương chiến chi địa dù là cách một tầng dưới bích giờ khắc này vị cường giả chân thần đuổi giết phương bình kia cũng là sợ hãi không hiểu chỉ cảm thấy một đao này có thể chảm phá vương chiến chi địa chém giết hắn tại chỗ ầm ầm đao còn chưa rơi xuống toàn bộ vương chiến chi địa tiếng nổ vang lên một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất bay lên nghênh đón những tia xét căn nguyên hỗn loạn kia võ vương một tiếng cười nhạt từ trong cung điện truyền ra không có người xuất hiện sau một khắc, một bàn tay lớn che trời trực tiếp từ bên trong nhô ra khỏi vương chiến chi địa, xé rách hư không, trực tiếp bao trùm hướng phương bình. Lưu lại chúng sinh chi môn, nếu không, tàn sát nhân gian của ngươi. Vậy ngươi thử xem, trường đào lạnh lùng vô cùng, một bước đạp không, lại quát khẽ một tiếng. Chảm đào, lại một đạo đao mang che trời chém xuống, mà đạo đao mang trước, giờ phút này vừa vặn chém vào trên bức tường ngăn giới vương chiến chi địa, răng rắc một tiếng, tiếng vang giòn tan truyền ra, tiếp theo chính là tiếng sấm kinh thiên vang lên, vô số bản nguyên hỗn loạn ngưng tụ lôi đình oanh kích về phía đạo đao mang kia. trong chớp mắt, đạo đao mang thứ hai hạ xuống. một đạo đao mang này trực tiếp xuyên qua lôi đình, giống như phá vỡ không gian, trong chớp mắt va chạm cùng tấm đại thủ che trời kia. cọt kẹt tê ti, ti 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 ti, tiếng chói tai như thủy tinh vỡ vụn vang lên. một đao này trực tiếp chém bàn tay che trời thành hai nửa. đao mang còn chưa tràn ra, mà trực tiếp rơi xuống vị cường giả chân thần bên cạnh. Võ vương, lá gan rất lớn, đúng vào lúc này, bàn tay thứ hai từ phía trên cung điện nhô ra, chụp vào đao mang. Cọt kẹt, tê, ti 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 lại là một tiếng vang giòn truyền đến, bàn tay bị chặt đứt một ngón tay, mà lúc này, đạo đao mang thứ hai của trương đào cũng triệt để tiêu tán. Giờ phút này, Phương Bình đã liên tiếp gặp phải lỗ thủng. Lúc này Phương Bình, trong nháy mắt liền có thể rời khỏi nơi đây. Vương chiến chi địa, mặc dù căn nguyên hỗn loạn còn chưa bị phá, nhưng có lỗ hổng, hắn từ bên trong đi ra, căn nguyên không tính quá mạnh, căn nguyên hỗn loạn cũng sẽ không nhầm vào hắn. Nhưng một giây sau, chuyện ngoài dữ liệu của mọi người đã xảy ra. Lần này Phương Bình thể hiện ra cái gì gọi là hung tàn. Ngay tại thời điểm bàn tay thứ hai của nhị vương bị chặt đứt một ngón tay, lộ ra khe hở, Phương Bình đột nhiên xoay người, xé rách không gian, trong chớp mắt hàng lâm đến trước mặt vị chân thần đang sợ hãi không thôi kia. Vị chân thần kia căn bản không nghĩ tới lúc này Phương Bình sẽ xuất hiện thật sự không nghĩ tới hắn còn đang bị đao mang của trương đảo uy hiếp giờ phút này còn đang sợ hãi vừa mới may mắn chạy trốn hơn nữa bàn tay nhị vương còn ở bên này hắn căn bản không nghĩ tới sẽ bị phương bình giết trở về mã thương đuổi theo mẹ già nhà ngươi phương bình giống to một tiếng cầm trong tay một thanh trường kiếm tốc độ nhanh kinh người một kiếm phá không chém ra trường kiếm vô cùng sắc bén sức bộc phát của phương bình cũng cực mạnh một kiếm này chém ra xoẹt một tiếng trực tiếp chém đối phương thành hai nửa. Chém thành hai nửa, không giết được chân thần, nhưng Phương Bình giống như sớm có tính toán, bạo hống một tiếng, tinh thần lực cưỡng ép điều khiển tàn thể của đối phương, giống như là núi lớn na di, khí huyết sông lên trời, bạo hống một tiếng, ngạnh xanh na di đối phương đến chỗ trên không chưa tổn hại. Trên không, đó là sao huyệt của căn nguyên hỗn loạn. Trước đó đối phương chỉ bị dư âm công kích, còn chưa tới tình trạng không cách nào ngăn cản. Nhưng giờ khắc này, Phương Bình trực tiếp cưỡng ép di chuyển đối phương đến địa phương hỗn loạn bản nguyên nồng đậm nhất, gần như là trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ầm ầm ầm, giờ phút này, khí tức bạo phát của căn nguyên hỗn loạn rất đáng sợ, cho dù là cường giả đế cấp, giờ khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhị Vương cung đột nhiên rơi xuống, trong hư không, bàn tay đứt lìa kia, thời khắc này phảng phất như hóa thân thành người, truyền ra tiếng phẫn nộ thật to gan, thật độc ác. Nhị Vương đều kinh hãi, dưới tình huống như vậy, một vị võ giả không phải chân thần lại dám giết hồi mã thương, ngay dưới mí mắt hắn, chém nát nhục thân một vị chân thần, đồng thời cưỡng ép ném đối phương vào trung tâm bản nguyên hỗn loạn. Cho dù là nhị vương, lúc này cũng không dám tùy tiện đi cứu viện. Gần như chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết tắt lịm. Thiên địa biến sắc, đại đạo nổ tung, mưa máu xối xả. Hôm nay, vị chân vương thứ sáu ngã xuống, cái chết khiến người ta không thể chấp nhận được, mấy trăm vị chân vương ngoại giới đều trợn tròn mắt, dưới loại tình huống này, Phương Bình không chạy không nói, hắn thế mà xoay người phản sát một vị cường giả chân vương. Mặc dù đối phương không phải bị Phương Bình tự tay chém giết, nhưng lúc này, ý nghĩ duy nhất Phương Bình cho mọi người chính là một thân gan. Đúng là gan thì toàn thân đều là to. Dưới sự uy hiếp của căn nguyên hỗn loạn, dưới tình huống nhị vương đang ở trước mắt, dưới tình huống đối thủ là chân thần mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn lại phản kích vào lúc này. Ác à con mẹ ngươi, Phương Bình mắng to một tiếng, nhưng lại không dừng lại chút nào giờ khắc này lần nữa ném xuống một đạo phân thân không nói hai lời điên cuồng trốn chạy bàn tay tàn tạ kia vừa muốn bóp tắt phương bình một vị đế cấp phân thân xuất hiện ầm ầm hỗn loạn bản nguyên theo đó mà đến bộc phát ra khí thức vô cùng cường đại gần như là trong nháy mắt nổ tung bàn tay ngoại giới một vị cường giả đế cấp ở hải ngoại tiên đảo nhìn mà trợn mắt há hốc mồm phân thân của bản đế dùng như vậy sao hắn thật đúng là không nghĩ tới bản nguyên của phương bình không cường đại vào lúc này tuyệt đối không khiến người ta chú ý mặc dù bản nguyên hỗn loạn có lan đến nhưng rất yếu phương bình có thể ngăn cản nhưng nhị vương vô cùng cường đại cho dù trốn ở trong đế cung có thể thêm phân thân đế cấp khi tức bản nguyên kia cũng cường đại đến mức dọa người hỗn loạn căn nguyên tự nhiên là lựa chọn đầu tiên của bọn họ ầm 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 trong nháy mắt phương bình rời đi phía sau bị nổ ra một mảnh phế tích không gian hư không đều nổ nát giống như thủy tinh vỡ vụn lúc này nhìn vô cùng kinh người Phương Bình lại điên cuồng cười to, quát nhị vương. Hai lão cẩu mà thôi, mệnh vương đã sớm muốn giết các ngươi, hô nhiều năm như vậy, cũng không thấy các ngươi dám lên tiếng, phế vật. Không chung, huyết vũ dội hất, Phương Bình đón huyết vũ, xông thẳng ra bên ngoài vương chiến chi địa. Chảm thần, ngay trước mặt mấy trăm chân vương, Phương Bình phản sát một vị chân thần, giờ phút này muốn thoát khỏi vương chiến chi địa. Ngay tại trên lỗ thủng kia, Trương Đào đứng ở nơi đó, mặt mang dáng tươi cười, chuẩn bị tiếp ứng Phương Bình tốt lắm tốt lắm không hổ là truyền nhân của trương đào ta có dũng khí có phách lực có năng lực cũng có thủ đoạn dưới tình huống như vậy lại có thể dễ dàng chém giết một vị chân thần hắn cũng bất ngờ hôm nay phương bình chém giết sáu vị chân thần khai thiên tích địa năm vị phía trước trương đào không hỏi có thể làm được cũng chỉ có phương bình không phải tuyệt đỉnh chảm chân thần một giết chính là sáu người nói một tiếng tam giới yêu nghiệt nhất cái nào dám không phục mắt thấy phương bình sắp đi ra trương đào mang theo vẻ mặt tươi cười chuẩn bị tiếp ứng sau một khắc trương đào sắc mặt đột nhiên nghiêm túc quát dám gầm lên giận dữ trương đào cầm huyết đao trong tay chém một đao về phía sau bên kia một bàn tay to phá không mà đến thẳng đến phương bình mà đi vừa vung đao bên trái cũng là một bàn tay to thỏ ra trương đào tay phải cầm đao chém xuống tay trái vung quyền oanh kích nhưng mà chưa đủ đúng vào lúc này bốn phương tám hướng từng bàn tay như ngọc phá không mà đến, mục tiêu của tất cả mọi người đều là Phương Bình, muốn bắt giết Phương Bình, cướp lấy Chí Bảo. Thời khắc Phương Bình đi ra, mọi người đều biết, Chí Bảo đã bị Phương Bình cướp đi. Bọn họ làm sao có thể để Phương Bình cùng Trương Đào hội hợp? Trước mặt Lão Phu, các người cũng dám ra tay. Đúng lúc này, một nắm đấm từ trong hư không phá không mà đến, trong chớp mắt đánh nát mấy cái bàn tay. Nhưng ngay lúc này, trong hư không xa xôi, cũng có bàn tay thò ra, chụp vào nắm đấm lớn, âm thanh mờ mịt nói, thiên vương, cánh cửa chúng sinh, không phải là thứ mà nhân loại có thể ngấp ngẽ, người già mà ra tay, vậy thì đừng trách chúng ta bất kính với thiên vương. Người tới rất mạnh, nắm đấm của chấn thiên vương đánh chúng bàn tay, bàn tay trong nháy mắt dạn nứt, nhưng lại không bị nghiền nát. Mà trong khoảnh khắc trì hoãn này, những bàn tay khác đã lần nữa chụp vào phương bình. Cho rằng lão tử là người chết sao, tiếng hét lớn phá nát hư không, chiến vương như xé rách cả bầu trời lao tới, thân thể như tia chấp, chân đá bốn phương, ầm ầm từng bàn tay khổng lồ bị đá văng sau lưng chiến vương một cột sáng khí huyết xuyên qua thiên địa hét lớn lão tử không chơi trò giả dối chân thân ở đây đoạt bảo giết người hỏi xem lão tử có đồng ý hay không những người khác không phải chân thân đều là năng lượng ngưng tụ bàn tay mà thôi nhưng chiến vương và trương đào lại chân thân giáng lâm trên không vương chiến tri địa quét ngang tứ phương lúc này trương đào cũng đã dùng đao phá nát cự trường quyền phá hư không đánh tan cường địch Trương Đào sắc mặt lạnh lùng, quát đã nói cửu phẩm đoạt bảo, nhân loại ta cướp lấy trí bảo, các ngươi già như vậy, vì sao phải ra tay? Bảo vật cương giả chiếm lấy, võ vương, cái này ngươi cũng nhìn không thấu sao? Nhìn thấu rồi, Trương Đào quát to, Trương Mỗ đã sớm nhìn thấu, nhưng Trương Mỗ không mạnh sao? Chấn Thiên Vương không mạnh sao? Nhân loại ta vì sao không có tư cách có vật ấy? Quy củ, các ngươi định sao? Võ vương, trong hư không có người trách trời thương dân nói, các người thật muốn vì vật ấy, cùng tam giới chư cường là địch sao. Cùng lúc tiếng nói truyền ra, lần này không gian lại xuất hiện dao động. Không phải một người, rất nhiều người lại ra tay. Phương Bình giờ phút này cách Phương Bình không đến 30 mét, có thể chỗ lỗ hổng có căn nguyên hỗn loạn ngăn cản, tốc độ cũng chậm lại, Trương Đào cũng không cách nào ra tay giúp hắn. Hắn vừa ra tay, dẫn động căn nguyên hỗn loạn công kích, Phương Bình có lẽ sẽ trong nháy mắt bị nổ chết. Nhưng những người khác không có cái này cố kỵ. Bởi vì ngay vừa rồi, có người mở miệng, cánh cửa chúng sinh chỉ có thể tồn tại ở thế giới bản nguyên, người chết. Bản nguyên vỡ vụn, cánh cửa chúng sinh cũng sẽ rơi xuống. Lời này không phải người khác nói, mà là Phong Vân đạo nhân. Đạo nhân nói không tham dự sự tình tam giới này, ngay lúc những người khác xuất thủ, nói ra lời này. Lần này, một vài cường giả vốn còn có chút cố kỵ, căn bản không có chút cố kỵ nào. Nhao nhao xuất thủ, bọn hắn cũng không quan tâm phương bình chết sống. Những người này vô cùng cường đại, một khi năng lượng rót vào vương chiến chi địa, phương bình bên này rất nhanh sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích, ngay cả đế cấp cũng kiêng kỵ lực lượng bản nguyên, một khi phương bình bị tập kích, có lẽ sẽ trong nháy mắt hài cốt không còn. Phong Vân đạo nhân, Trương Đào quát lạnh một tiếng, giờ phút này, tại chỗ lại xuất hiện thêm một Trương Đào, nhao nhao ra tay, có người cầm thước roi trong tay, có người cầm đại đạo thư trong tay, giống như ngày đó chém giết Thái An, giờ khắc này Trương Đào lại hóa thân thành nhiều người đón đỡ cường giả tứ phương tập sát. "Phó Vương, ngươi là ngu xuẩn mất khôn rồi hả?" "Ngu xuẩn mất khôn?" Trương Đào trầm thấp nói, "để cho Phương Bình đi ra, đi ra, bảo vật thuộc sở hữu lại bàn. Các ngươi giờ phút này ra tay, thật sự cho rằng Trương Mỗ không biết các ngươi có ý gì? Bọn họ chính là muốn giết Phương Bình, Phương Bình uy hiếp quá lớn. Lần này, bên trong vương chiến chi địa có tới 6 vị cường giả chân vương vẫn lạc, đây cũng không tính là loại người như Địch Hạo, Cố Thanh Tính cả thì chân vương chết càng nhiều, dưới tình huống như vậy, dù Phương Bình nói hắn xong cửu tấn cấp, một ngày đi ra 800m cũng vẫn yêu nghiệt làm cho người ta sợ hãi. Nếu như biết được Phương Bình chỉ là đi ra không đến 100m, chỉ sợ giờ khắc này tất cả mọi người đều muốn ra tay giết chết hắn. Bản nguyên cửu đoạn có đủ thực lực chuẩn chân thần, lại yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao cũng là xong cửu đoán tấn cấp, nhưng một đoạn bản nguyên chuẩn chân thần chỉ sợ ngay cả cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng phải ra tay. Thật là đáng sợ, vượt cấp một hai cảnh giới nhỏ còn được, nhưng một đoạn bản nguyên đến chuẩn chân thần, tính người cảnh giới nhỏ cũng không có vấn đề. Yêu nhiệt thành như vậy, không chết cũng không được. Cùng lúc đó, bên trong vương chiến tri địa, giờ khắc này, không phải một bàn tay hiện ra, mà là hai bàn tay trắng noãn như ngọc hiện ra, một bàn tay trực tiếp ngăn cản căn nguyên oanh sát hỗn loạn. Một bàn tay lại là thẳng đến phương bình mà đi, nhị vương cũng muốn đoạt bảo giờ khắc này phương bình trước sau đều là tuyệt lộ phía trước nhiều vị cường giả muốn đuổi giết phương bình cướp lấy trí bảo trương đào cùng chiến vương đã không địch lại trấn thiên vương ra tay lại bị nhiều vị cường giả liên thủ ngăn cản những cường giả nhân loại khác giờ khác này cũng bị khí cơ của rất nhiều cường giả khóa chặt bình quân mỗi một cường giả nhân loại đều ít nhất bị ba người khóa chặt khí cơ phía sau là nhị vương ra tay phương bình lộ vẻ đắng chát ta biết rất khó ta biết cầm bảo vật ra nhân loại sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái nhưng tôi không biết không có bất cứ một người nào kiêng kỵ con người sự uy của trương đào khi giết thái an đã hoàn toàn tiêu tán không có bất kỳ một người nào hy vọng bảo vật này đến trong tay nhân loại dù là trấn thiên vương đứng thứ hai trên đế bảng dù là võ vương đứng thứ bảy trên đế bảng vẫn vô dụng vào thời khắc này trương đào phân thân nhiều vị oanh kích những bàn tay khổng lồ kia lần đầu tiên mặt lộ vẻ cay đắng trầm thấp nói không có một người nào vì nhân loại của ta nói một câu công đạo sao? Không có một người sao? Ta đã nói rồi, để Phương Bình đi ra, bảo vật lại luật. Các ngươi nói, đoạt bảo, toàn bộ phải xem thực lực và cơ duyên. Phương Bình đoạt được, vì sao không có một người nói một tiếng quy củ? Tam giới, nhân tộc, tiên tộc, nhân tộc ta đáng đời như vậy sao? Năm đó, chẳng lẽ không phải các ngươi xuất thân từ nhân tộc? Trương Đào một đao lần nữa phách toái một cái năng lượng bàn tay, hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện trong hư không, thanh âm trương đào truyền đáng tứ phương, càng truyền càng xa. Loại phục sinh, chúng sinh chi môn, chẳng lẽ tất cả những thứ này là do nhân tộc ta chế tạo? Mối hòa cửu hoàng để lại, vì sao nhân tộc ta phải gánh chịu tất cả? Tổ tiên, thần thoại, truyền thuyết, không một ai thương nhân loại ta chút nào sao? Từng tiếng khóc huyết truyền khắp tứ phương, chư cường tam giới, chẳng lẽ không phải xuất từ nhân tộc? Chẳng lẽ cái gọi là tiên tộc từ xưa đã có? chẳng lẽ nhân loại hiện giờ không có bất kỳ huyết thống truyền thừa nào của cường giả? Vì sao không ai nói một câu công đạo, vì nhân loại của hắn ra một chút sức lực? Những tai họa như phục sinh chi trùng, chẳng lẽ là do nhân loại tạo thành? Giọng nói của Trương Đào trầm thấp, bi phẫn, không cam lòng, bất mãn. Đủ loại tâm tình truyền ra ngoài, chúng ta không cầu tiên. Giờ khắc này, phía dưới, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn, nhân loại không cầu tiên. Thần thoại gì, truyền thuyết gì, bọn họ là tiên, chúng ta là người, tiên đạo vô tình, nhân đạo hữu tình. Hắn không muốn, hắn không muốn nhìn thấy trương đào đi cầu người. Vị võ vương vô địch này, giờ khắc này đang cầu viện, hy vọng nhận được thương hại, hy vọng nhận được đồng tình. Hắn không muốn thấy cảnh này, dù cho chết trận, hắn chịu đủ tất cả những thứ này. Mặc kệ người mạnh thế nào, người làm sao quang minh chính đại thắng bọn họ dưới quy củ, nhưng quy củ là bọn họ định, bọn họ có thể không thủ, người nhất định phải thủ. Không cầu tiên, Trương Đào lộ vẻ bi thương, gầm nhẹ nói: "Thật sự không có người thương nhân tộc ta sao? Ta nguyện giao ra chúng sinh chi môn, để Phương Bình đi ra. Để hắn đi ra, ta sẽ giao cho các ngươi. Để Phương Bình đi ra." Giờ khắc này, không ai biết thật giả, giống như cũng không quan tâm hắn nói thật hay giả, ra tay vẫn như cũ, đứng ngoài quan sát vẫn như cũ. Mà Phương Bình, lúc này đã đứng trước tuyệt cảnh, phía trước đã có bàn tay đột phá phòng thủ của đám người Trương Đào, bao trùm xuống phía sau, bàn tay nhị vương sen lẫn bổn nguyên hỗn loạn cuồn cuộn bạo động, đánh giết về phía hắn. Vào thời khắc này, một kiếm phá không mà đến, chém nát bàn tay bao trùm xuống, Lý Trấn chân đạp giày quân đội, cầm trong tay huyết kiếm phá không mà đến, vừa tới, ba đạo năng lượng vô cùng cường đại oanh kích ở trên người hắn. Có người đang khóa chặt bọn họ, thân thể Lý Trấn rung động, miệng tràn dòng máu màu vàng, nhưng vẫn lãnh khóc như trước, nhìn quanh tứ phương, cười lạnh một tiếng, lần nữa rút kiếm. Ngay khi hắn rút kiếm, lại có người xuất thủ, đồng dạng, nhân loại một lần nữa có người xuất kiếm. Dâu tóc kiếm vương bạc trắng, đạp không mà ra, phía sau cũng bộc phát ra mấy đạo năng lượng công kích cường đại. Từng vị cường giả nhân loại, không để ý khí cơ tập trung, ào ào phá không mà tới. Ngăn cản hết vị cường giả này tới vị cường giả khác. Mà giờ phút này, Phương Bình lại không cách nào vượt qua khoảng cách ngắn ngủi không đến 10 mét kia. Chỗ lỗ hồng đang khép lại, một lượng lớn căn nguyên hỗn loạn tụ tập, một khi hắn vượt qua, rất có thể sẽ bị đánh nổ. Phía sau, bàn tay của nhị vương cũng gần trong gang tắc, mang theo bổn nguyên hỗn loạn vô cùng bạo ngược mở bàn tay ra, giống như muốn bóp chết Phương Bình. Phương Bình bước chân đình trệ, nhìn Trương Đào cách đó hơn 10 mét, ánh mắt hai người đối mặt. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười, Phương Bình cũng nhếch miệng nở nụ cười. Đúng vào lúc này, Phương Bình há mồm, giống như đang nói chuyện. Đáng tin chút, không có âm thanh truyền ra, yên tâm, Trương Đào cũng đang nói chuyện, đồng dạng không có âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt hai người đối thoại, Phương Bình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai bàn tay khổng lồ kia, đột nhiên mắng, lão tử là bạo phá vương giả. Nổ chết đám chó già các ngươi, ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, khu vực nhị vương cung, hơn 10 đạo khí thức vô cùng cường đại bộc phát ra. Trong nháy mắt bùng nổ, ngoại giới, trương đào, lý chấn, chiến vương, kiếm vương. Hơn 10 vị cường giả sắc mặt trắng nhợt, ngay tại dưới nhị vương cung, phân thân của hơn 10 vị cường giả gần như là trong nháy mắt hiện ra. Đều là cường giả đỉnh cấp, đều cùng nhau bùng nổ khí thế mạnh nhất. Âm ầm ầm, trời long đất lở, toàn bộ vương chiến chi địa, giờ khắc này, tất cả căn nguyên hỗn loạn đều hội tụ về nơi này. Phương Bình trong nháy mắt thu liếm khí thức, thả người nhảy lên, chạy về phía Trương Đào. Trương Đào cũng vào lúc này bộc phát khí thế kinh người, một đao quét ngang tứ phương, hư không trực tiếp sụp xuống, vô số năng lượng bàn tay trong chớp mắt nổ tung. Cùng lúc đó, tay trái trường đào lật trời, một thanh bổn nguyên hỗn loạn đột phá lỗ hồng, trong nháy mắt bắt được Phương Bình, nắm ở trong tay, trong giây lát bắt được Phương Bình rời khỏi vương chiến chi địa. Trong khoảnh khắc này, tay trái trương đào bị căn nguyên hỗn loạn oanh kích, máu thịt be bét. Mà phía dưới, nhị vương cung, giờ khắc này lại truyền đến mấy tiếng giống giận dữ đến cực hạn. Nhị vương cũng không biết, Phương Bình từ lúc nào ở chỗ nhị vương cung, trôn xuống hơn 10 vị cường giả phân thân. Những phân thân Phương Bình phóng thích trước đó, đều là của những người khác trước đó phương bình trách cứ bắc cung lại không nói cho hắn biết hắn có phân thân của lão trương bắc cung cũng không ở đây nữa nếu không thì có thể tức hộp máu hắn thật không nghĩ tới phương bình chẳng những có phân thân còn không phải một đạo hơn mười đạo thu liếm khí tức phương bình lẩm bẩm một tiếng lão tử mới là thủ lĩnh lời này đó là nói với người không ở đây phương bình ta mới là thủ lĩnh lần này nếu lão trương không phải hoàn toàn tin tưởng mình có thể để mình dẫn đội sao Bắc cung ngươi còn giấu một phân thân, không nói cho mình biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, trước khi tiến vào chiến trường không gian, lão tử giấu mười mấy phân thân xuống đất sao. Đáng chết, một tiếng quát to kinh thiên vang lên, thanh âm của nhị vương. ầm ầm, nhị vương cung trực tiếp bị căn nguyên hỗn loạn nổ tung, hơn mười bóng người nhao nhao bắn ra, hai đạo khí tức hám thiên xuyên thấu vương chiến chi địa, khí tức dung chuyển trời đất. Mà ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên lần nữa. Thiên địa ngay lúc này trở nên đen tối, triệt để hắc ám xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng này truyền ra hơn 10 vạn dặm. Vùng đất phương chiến nổ tung rồi. Chương 961, nhân tiên phân cắt. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên địa giống như đều sụp đổ. Phương Bình chôn xuống phân thân của chư vị cường giả, ngay tại phủ cận nhị vương cung, nổ tung hoàng cung, bức bách hơn 10 vị chân thần không thể không rời khỏi hoàng cung, bạo phát thực lực để ngăn cản hỗn loạn bản nguyên. Nhưng càng bộc phát, căn nguyên hỗn loạn càng cường đại. Kết quả mâu thuẫn như vậy là nhị vương không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Thế là, dưới tình huống nhiều cường giả bộc phát bản nguyên như vậy, vương chiến chi địa to lớn nổ tung. Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ bầu trời, ngay tại một khắc vừa rồi, hang động trời tối, nhưng giờ khắc này, địa quật đã hừng đông, năng lượng nổ tung, căn nguyên nổ tung, tất cả đều nổ tung. Dưới ánh sáng, nhị vương và hơn 10 vị chân thần liên tục gầm thét, năng lượng mút trời, giống giận chống lại căn nguyên hỗn loạn. Bọn họ nghĩ tới lần này đánh vỡ bản nguyên, cũng không phải là đánh vỡ như vậy. Mở ra một lỗ hổng là đủ rồi, mà không phải nổ tung toàn bộ vương chiến chi địa như hiện tại. Phương Bình, Thiên Mệnh Vương thân hình cao lớn vô cùng, cường tráng vô cùng, lúc này, cường giả đế cấp cường đại này lại phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Hắn không sợ căn nguyên hỗn loạn, hỗn loạn bản nguyên tuy mạnh, nhưng không giết được hắn. Nhưng cường giả dưới trướng hắn đâu, sốc hết tâm huyết, khôi phục hơn 10 vị chân thần vừa ra sân đã bị phương bình âm chết một người, mà ngay khi căn nguyên hỗn loạn nổ tung, gần như là nháy mắt, hai vị chân thần đều không kịp bảo hộ, hai vị chân thần thê lương kêu thảm thiết một tiếng, bị vô số khí tức căn nguyên hỗn loạn bao vây. Giang giác, đại đạo sụp đổ, hỗn loạn căn nguyên quá cường đại, năm đó nơi đây chết trận rất nhiều chân thần, đế cấp cũng quá nhiều, mặc dù nhiều năm trôi qua, đã bình phục một chút, nhưng chưa tới đế cấp, nhất là chân thần, nguy hiểm nhất. Bản nguyên của bọn họ cường đại hơn cửu phẩm bình thường rất nhiều nhưng lại nhỏ yếu hơn nhiều so với đế cấp kể từ đó bổn nguyên hỗn loạn những khí tức hỗn loạn kia bạo ngược vô cùng trùng kích thế giới bổn nguyên của bọn họ bổn nguyên đại đạo gần như khó có thể chống lại nhất là giờ phút này nơi đây hội tụ toàn bộ bổn nguyên khí hỗn loạn của vương chiến chi địa đổi thành thời khắc bình thường bộ phận khu vực bộc phát cũng chưa chắc có thể đánh chết chân thần triệu hưng vũ lúc trước đã tránh được một kiếp nhưng giờ khắc này đại đạo trong nháy mắt nổ tung không phải một hai đạo chỉ trong nháy mắt, hai vị chân thần đã bị căn nguyên hỗn loạn phá hủy đại đạo, thân tử đạo tiêu, không cách nào khôi phục. Huyết vũ lần nữa chút xuống, hùng tâm tráng trí, chuẩn bị xây dựng lại thiên đình, những cường giả dưới chướng nhị vương này, biết con đường phía trước nhấp nhô, lại chưa từng nghĩ đến, còn chưa thi triển thân thủ, đã thân tử đạo tiêu. Tam đại chân thần đều bỏ mạng, nhị vương khôi phục chân thần, vốn là hơn 10 vị, giờ khác này, ba người chết đi, thoáng cái cũng chỉ còn lại có 12 người. 15 vị chân thần là thực lực bọn hắn cố gắng bảo tồn sau trận chiến năm đó. Ngay cả địch hạo loại cường giả này, cũng bởi vì khuyết thiếu bảo vật, khuyết thiếu một ít bảo vật chữa trị, không thể không hạ cảnh. Nhị vương dốc hết tâm huyết, gần như tiêu hao hết tất cả, lúc này mới khôi phục lại những người này. Nhưng trong nháy mắt này, chết ba người, tim nhị vương đều đang dỉ máu. Những người này không hề yếu, rất mạnh, ít nhất cũng có cường độ khí huyết của một triệu thẻ cảnh giới cửu phẩm. Trong số chân thần, cũng không tính là kẻ yếu, vị cao kia thậm chí có thể so với khí huyết 120 vạn thẻ cửu phẩm, cứ như vậy mà chết ở đây. Hơn nữa những người này, đều là thiết huyết chiến tướng chân chính, chém giết vô số năm, không phải một ít địa quật chân vương hiện tại có thể so sánh. Nhưng mà, đã chết, phương bình, thiên mệnh vương gầm lên, thiên thực vương dáng người thon dài, tóc dài xóa vai, nhìn tướng mạo, thậm chí sẽ nghĩ lầm là tiên nữ hạ phàm, dung nhan tuấn tú không giống nam tử nhưng vị thiên thực vương lúc trước vô cùng lạnh nhạt này, giờ khác này cũng lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ từ thời kỳ địa hoàng thần triều, tung hoành tam giới đến nay. Lần lượt đại chiến, cho dù là trận chiến Nam Bắc năm đó, cũng chưa từng ăn thiệt thòi như vậy. Mà nay, lại là ở trong tay một võ giả không phải chân thần ăn thiệt thòi lớn như vậy, trên người thiên thực vương nồng nặc sát khí hoảng sợ, bao trùm phương viên mấy ngàn mét, dẫn tới những căn nguyên hỗn loạn kia triệt để bao vây hắn. Nhưng thiên thực vương lại không sợ chút nào, Ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn về phía Phương Bình bị Trương Đào nắm trong tay. Đáng hận, nên giết, vào thời khắc này, bốn phương tám hướng, những cường giả kia nhao nhao bay lên trời, đỉnh núi phía dưới đã sớm bị nổ tung. Từng đạo khí tức từ tứ phương dâng lên, vô cùng cường đại, đem toàn bộ vương chiến chi địa phế tích bao vây. Trương Đào nhìn vùng đất bị bao vây của vương chiến, đột nhiên nở nụ cười. Cười đến mức như tâm thần điên cuồng, bao vây ai, nhân loại ta còn là nhị vương. Trước khi thương miêu chưa truyền lời, hắn có một tia ảo tưởng, những người này sẽ giải quyết nhị vương trước. Nhưng bây giờ, thật sự là vì đối phó nhị vương sao? Cục diện thật lớn, voi thật lớn, cái úc này là do nhân loại bày ra. Bọn họ, muốn giết là cường giả nhân loại. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bọn họ đã đạt thành nhất trí từ lâu rồi. Chúng sinh chi môn muốn cướp đoạt, nhân loại cũng muốn giết. Đây là nhận thức chung của cường giả ở đây. Thậm chí còn có một nhận thức chung, giết cường giả nhân loại ở phía trước, đoạt bảo ở phía sau. Chỉ có giết cường giả nhân loại mới có thể huyết tế địa cầu, mở ra cánh cửa chúng sinh, đây là kết luận mà những năm này mọi người cho ra. Nếu nhân loại không đồng tâm hiệp lực như vậy, nếu nhân loại không khó chơi như vậy, nếu nhân loại không phản kháng, nếu những người như Trương Đào không cường đại, những người này còn có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng bọn họ lại dám phản kháng, lại dám phản kích, hơn nữa còn rất mạnh, đây chính là nguyên tội, chết tiệt nên giết nên diệt bố trí ván cờ nhiều năm a à. trương đào nhìn phương bình vô cùng đắng chát đây không phải là bố cục một sớm một chiều có lẽ từ rất sớm đã bày ra khắp nơi đã từng chạm mặt từng có nhận thức chung bất quá vài năm trước nhân loại không tính là cường đại cho nên những người này không có phát động bây giờ nhân loại cường đại cho nên phát động vương chiến tri địa nhất định phải phá vỡ vào lúc này chỉ sợ chưa hẳn trương đào tay cầm trường đao đem phương bình thả xuống nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, ngươi nên đi. Chạy đi đâu, ngươi có thể đưa tiến bọn họ, lưu lại một người mang theo trí bảo, ngươi nên đi. Trương Đào nói đương nhiên, những người khác cũng sẽ không có ý kiến, khổng lệnh viên nếu nhận được chỉ lệnh như Phương Bình, cũng sẽ không chấp hành, dù hắn đi ra là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng sẽ không do dự. Nhưng Phương Bình không đi, Trương Đào có chút không thoải mái, kế hoạch của ta cũng không viên mãn như vậy. Giờ phút này, dù là thương miêu bạo phát khí thức thiên giới, khi thức hoàng giả, đến tình trạng này, những người này chưa chắc sẽ rời đi. Trừ phi có một điều kiện tiên quyết, không đáng tái chiến, giết nhân loại, trả giá quá lớn. Vậy đi xem trước rồi nói, dù sao thành hoàng có sức hấp dẫn lớn hơn, giết nhân loại cũng là vì thành hoàng. Phương Bình cũng biết đạo lý này, lúc này nhanh chóng truyền âm nói, để cho thương miêu phát động ngay bây giờ, có lẽ có thể dụ dỗ bọn họ rời đi toàn bộ. Không được, Trương Đào cự tuyệt, cũng nhanh chóng nói, hiện tại phát động, các phương không đủ hỗn loạn, không đủ vội vàng tử thương không nhiều lắm đều rất lý trí rất có thể phát sinh một màn mà ta không muốn nhìn thấy nhất bị nhìn thấu nhân loại kia thật sự phải diệt một khi bị nhìn thấu hôm nay nhân loại tất diệt ở ngoài cảm bẫy những người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của mọi người ở đây cho nên muốn giết điên cuồng để đại đạo hỗn loạn lòng người hỗn loạn khắp nơi hỗn loạn vừa chiến vừa trốn đào vong khỏi cấm kỵ hải dưới cơ duyên xảo hợp để cho chúng sinh chi môn bộc phát khí cơ khi đó tất cả mọi người sẽ loạn. Trương Đào giờ phút này cực kỳ lý trí, thậm chí còn có thời gian dạy bảo Phương Bình, nhớ kỹ, không cần sợ hy sinh. Không thể vì không hy sinh, liền đi cực thành bại. Chúng ta không cực nổi nữa rồi, vì để cho bọn họ vào dọ, chúng ta nhất định phải huyết chiến, chiến bại, đào vong trước, nhân loại không còn có bất kỳ uy hiếp nào nữa. Lúc này mới có thể để cho các phương không nhìn, đi tầm bảo, đi cướp đoạt cơ duyên. Còn nữa, nhớ kỹ, loạn thế này cuối cùng là có người phải hy sinh ta không được người không được không phải người ta sợ chết là người ta không thể chết ta là tân võ lãnh tụ ta chết không được ta chết lòng người sẽ loạn người không chết được người chết rồi hy vọng liền diệt phương bình phải học cách hy sinh người khác dù là rất máu lạnh rất tàn khốc ánh mắt trương đào phức tạp tiếp tục truyền âm nói cho nên lát nữa người nhất định phải cầu sinh trở về trái đất đừng làm chuyện ngu ngốc đừng hy sinh vô ích, không đáng. Ta sẽ dốc toàn lực dẫn tất cả mọi người đi, nhất định phải nghe ta. Chúng ta đi, người chính là xương sống của nhân loại, nếu không chúng ta hao tổn trăm cây nghìn đắng, mang tất cả mọi người đi, nhân loại vẫn sẽ bị diệt. Trừ ngươi, bọn họ không đối phó được địa quật, không đối phó được với các thế lực tam giới. Giờ khắc này, trường đào thật sự là móc tim móc phổi, có thể nói, không thể nói, toàn bộ đều nói cho Phương Bình nghe. Có thể chết người, người ta không thể chết. Lúc này không thể, bởi vì đây là lãnh tụ hai đời của nhân loại, chết rồi, nhân loại liền giải tán. Phương Bình cắn môi, máu lăn xuống từng giọt, trong mắt rưng rưng, đúng vậy, ta không thể chết. Ta chết rồi, không ai có thể khiến nhân loại chiếm ưu thế lớn nhất ở cảnh giới cửu phẩm. Ta biết rồi, giờ khắc này, tiếng nổ nhỏ dần, tứ phương dần dần yên tĩnh trở lại. Trên người nhị vương sát khí ngút trời, 12 vị cường giả chân thần đều cực kỳ chật vật, quay chung quanh hai bên nhị vương, Ánh mắt đều băng hàn nhìn về phía Phương Bình. Xuất sư chưa kịp đã chết trước, ba vị chân thần vẫn lạc. Không những thế, hạt giống cuối cùng của Thần Đình Quân cũng bị một đám người Phương Bình đánh chết. Đại tướng Địch Hạo cũng là chết ở trong tay những người này. Hơn năm người vị cường giả nhân loại, giờ phút này nhao nhau hội tụ cùng một chỗ. Trong hư không, Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, đạp không mà ra, đi tới bên cạnh Trương Đào. Nhìn quanh bốn phía, Chấn Thiên Vương lạnh lùng nói: Người ra rồi, còn không giết người? không phải nói vì vây giết nhị vương sao, sao không động thủ đi, nơi xa, mệnh vương thản nhiên nói, giao trí bảo ra. Giờ khắc này, địa quật chân vương hội tụ, tạo thành một vòng vây to lớn. Gần 200 vị cường giả địa quật chân vương, bốn phương tám hướng, hư không từng đợt chấn động, từng vị cường giả đế miệng đạp không mà ra, hải ngoại đại đế, thiên ngoại thiên đại đế, thậm chí đế tôn của mấy đại giới vực cũng đều đến. Không chỉ những người này, trong hư không, một số chân thần không biết thuộc về thế lực phương nào cũng dồn dập hiện ra. Bên ngoài, gần 300 vị cường giả chân thần, hơn 10 vị cường giả đế tôn. Bên trong, nhân loại hơn 50 vị tuyệt đỉnh đế cấp. Chỉ có Trương Đào và Trấn Thiên Vương, bên Nhị Vương cũng có hai vị đế cấp, 12 vị cường giả chân thần. Đây là lần tụ tập nhiều cường giả nhất sau trận chiến Nam Bắc. Tam giới cử phẩm trở lên cường giả đến hơn phân nửa. Chí Bảo, lúc này, Phương Bình lấy ra hạt châu kia nhanh chóng truyền âm nói, đây là cánh cửa của chúng sinh giả, là cánh cửa chiếu rọi, chiếu rọi đại đạo sử dụng. Phương Bình nhanh chóng truyền âm giải thích cho lão Trương, trong miệng còn đang nói chuyện với cường giả tứ phương, bảo vật, cường giả ở chỗ này. Điểm này, Phương Bình ta vẫn là có nắm chắc, nhưng ta vất vả và cướp đoạt vật này, tử thương vô số, ta không có yêu cầu khác, một bên cho một chút năng lượng thạch, năng lượng quả, thần binh các loại, thứ này thuộc về các ngươi. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với chúng ta? Giờ khắc này, có giọng nói của Đế Tôn lạnh lùng, nhìn về phía đám người Phương Bình, giống như nhìn người chết. Có tư cách gì? Phương Bình nổi giận nói, nhân loại ta hơn 50 vị tuyệt đỉnh, hung hãn không sợ chết, dám chiến. Đây chính là tư cách, đến đây, lão tử cũng muốn nhìn xem, hơn 50 vị tuyệt đỉnh liều chết đánh cược một lần, có thể giết bao nhiêu người. Lão tử không tin, các ngươi thật sự không sợ chết. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng đất trời. Sau một khắc, một đạo khí tức dung chuyển trời đất truyền tới. Ở ngoài mấy ngàn dặm, có người lạnh lùng nói, nhân gian bất quá dựa vào trấn thiên vương, võ vương hạng người. Nếu là hai người này bị ngăn trở, chư vị chẳng lẽ ngay cả ý đánh cược một lần này cũng không có. Thanh âm này đến từ cấm kỵ hải. Trong đám người, trấn thiên vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng nói, quy vương, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Vượt quá dự liệu của lão phu, người lại còn sống. Cương giả một trong bát vương, có người ra mặt, càn khôn trấn huyên, trong bát vương, cường giả xếp hạng thứ tư, khắp nơi kiêng kỵ nhân loại, bởi vì nhân loại có chấn thiên vương ở đây, rất cường đại. Võ vương cũng cực kỳ cường đại, mọi người cũng kiêng kỵ. Nhưng võ vương bị thương, cấp đế dám chiến, chấn thiên vương, đế cấp lại không dám chiến. Giờ phút này, một trong bát vương ẩn nấp nhiều năm, làm vương xuất mã, chính là vì kiên định lòng tin của các phương, yên tâm, chấn thiên vương có người ngăn cản. Điều này đã xua tan sự cố kỵ lớn nhất của mọi người. Nhân loại nhất định phải tiêu diệt, không giết cường giả nhân loại, làm sao mở ra phục sinh chi trùng, mở ra chúng sinh chi môn. Lý Tuyên người muốn chấn, chấn thiên, hay là chấn áp chúng ta, bản vương cũng muốn nhìn xem người muốn chấn áp ai. Gần như là trong nháy mắt khi người tới nói chuyện, trong nháy mắt đã đạp phá hư không, mấy ngàn dặm, đứng cách xa trăm dặm trên một ngọn núi, thân ảnh chiếu dọi địa quật, khí tức cách trăm dặm, đều khiến một số chân thần nhỏ yếu rung động. Lý Tuyên, không muốn người ta giao thủ, bổn vương đánh giết chân thần, người tới tìm ta. Lam Vương thanh âm bình thản, chắp hai tay sau lưng, khí tức trên thân cường đại mà lại cổ xưa. Trấn Thiên Vương không nói gì. Vào thời khắc này, Trương Đào nhẹ giọng nói, chư vị, nhân loại ta giao ra gia trí bảo, giao ra gia không ràng buộc, trận chiến này, nhân loại ta không tham dự, thế nào? Trương Đào từ trong tay Phương Bình tiếp nhận hạt châu, nhẹ giọng nói, nhân loại ta chỉ cầu sinh tồn, không cầu gì khác, bảo vật không cần là được, có thể hay không? Trương Đào nhìn về phía Mệnh Vương, nhìn về phía Lê Kính, nhìn về phía thanh đồng của ủy vũ sơn nhìn về phía vô nhai sơn vô nhai thiên đế nhìn về phía nữ đế xinh đẹp của vấn tiên đảo trong đám người công tất thanh sơn hơi nhíu mày lui lại mấy bước không nói gì hắn không muốn dính vào lần này hắn tới chỉ là để xem nhìn xem cánh cửa chúng sinh bỏ qua năm đó rốt cuộc là dạng gì vốn tưởng rằng nhị vương xuất hiện nhất định sẽ khiến khắp nơi vây giết nào ngờ thế cục có chút không thích hợp cũng không phải mỗi một vị cường giả đều biết tất cả nhưng công bật tử cũng không ngốc lúc này vẫn nhận ra có gì đó không đúng nhị vương xuất hiện vẫn luôn nói muốn giết mệnh vương của bọn họ lúc này lại không hề có động tính điều này không nên dù kiêng kỵ các phương khác lo lắng ngựa ông đắc lợi khắp nơi lúc này cũng không cần thiết xuống lại nhân gian cường giả công bật tử lui lại mấy bước công vũ tử tử cái sơn than nhẹ một tiếng trong chớp mắt trốn vào hư không không biết là rời đi hay tiếp tục ẩn nấp thanh liên đế tôn cũng không nói gì đồng dạng lui về phía sau một bước nhưng mà lúc này ánh mắt lại là nhìn trường kiếm trong tay phương bình vừa rồi phương bình ra tay chém giết vị chân thần kia chính là vận dụng thanh kiếm này thanh liên đế tôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không giống lắm với trong ấn tượng bên ngoài cùng một vị cường giả hư ảo than nhẹ một tiếng tiếng thở dài phức tạp lão giả đến từ huyền đức động thiên trước đó chính là hắn truyền thụ cho phương bình bọn hắn công pháp giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được một chút không tầm thường nhưng nhìn mấy trăm chân thần mấy chục đế tôn ở bên ngoài giờ khác này vị đại đế này cũng phức tạp khó hiểu làm sao bây giờ viện trợ võ giả nhân gian nhưng nếu thật sự giống như hắn dự liệu quá hung hiểm chiến lược song phương hoàn toàn không cách nào so sánh trấn thiên vương mạnh mẽ nhất vốn có thể trấn nhiếp tứ phương nhưng nơi đây giờ này khác này có lẽ có ba người có thể đánh bất phân thắng bại với trấn thiên vương ly vương nơi xa còn có nhị vương đúng vậy khi nhị vương dễ dàng chặn lại bản nguyên oanh kích ở dưới vương chiến chi địa nổ tung, chẳng những bản thân không tổn hao gì, còn bảo vệ 12 vị chân thần, đế tôn huyền đức động tiên liền biết, phiền toái. Hai người này, quá mạnh mẽ, không nói có thể so với cường giả thiên vương, chỉ sợ 36 thánh năm đó cũng tương đương với hai người. 36 thánh, đó đều là cường giả đi ra từ 8 vạn mét trở lên. Dựa theo phép tính của nhân loại, tăng phúc ít nhất cũng phải gấp 2,7 lần trở lên. Đến tình trạng như 36 thánh, khí huyết cơ sở của bản thân cũng mạnh mẽ đáng sợ, chỉ sợ không ai có cơ sở thấp hơn 50 vạn thẻ. Sau khi tăng phúc, ít nhất cũng là 185 vạn thẻ. 185 vạn thẻ tuyệt đỉnh, có thể so với 9 phẩm 370 vạn thẻ khí huyết. Đây chính là cường giả cấp bậc 36 thánh, quá mạnh mẽ, có thể so với khí huyết 200 vạn thẻ cửu phẩm, đó chính là đế cấp, mà 36 thánh, yếu nhất cũng vượt qua cường độ khí huyết 370 vạn thẻ. Tranh lệch như vậy, Khiến đế cấp bình thường gặp phải 36 thánh, gần như là bị nghiền ép. Không có 4 năm vị cường giả đế cấp đều khó có thể dung chuyển đối phương. Còn Thiên Vương, đương nhiên càng mạnh hơn, dưới sự liên thủ của nhị vương, chỉ sợ cũng sẽ không yếu hơn so với Thiên Vương. Chủ nhân của Huyền Đức Động Thiên, Đế Hào Huyền Quý, cường giả thân thể thành đạo, thực lực không yếu, ở trong đế cấp không tính là yếu nhất. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn thở dài một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Quá nhiều người Tuy rằng hắn muốn bán một nhân tình cho nhân gian giới, nhưng cũng không muốn chết, trừ phi nhân gian giới chiếm ưu thế, bọn họ phái trung lập mới có thể dựa vào cường giả nhân gian. Dù sao chủng loại phục sinh rốt cuộc có phải là huyết tế nhân gian hay không, hiện tại còn chưa có kết luận, giao hảo với cường giả nhân gian vẫn là cần thiết. Nhưng nếu hoàn toàn không địch lại, lúc này nhúng tay vào, đó chính là tìm chết. Một số cường giả lùi lại, một số cường giả lại trốn vào hư không. Nếu nhân loại giao ra gia trí bảo, có vài người cũng không muốn đối địch với nhân loại, dù sao đối phương cũng có lượng lớn cường giả, chém giết vô vị không cần thiết. Nhưng người thì hầu như không đi, đến đây chính là vì cánh cửa chúng sinh, sao bây giờ bọn họ lại rời đi? Trương Đào muốn giao ra cánh cửa chúng sinh, chỉ cầu sinh tồn, chậm chạp không có được câu trả lời. Khắp nơi, hình như còn đang chờ đợi cái gì? Trương Đào thấy thế, sắc mặt càng thêm khổ sở, khó khăn nói, nhân loại ta chỉ là vừa đúng lúc gặp, hiện tại cũng nguyện ý nhường ra trí bảo, chư vị chẳng lẽ muốn bước chúng ta cá chết lưới rách sao mệnh vương liếc hắn không để ý đến vị võ vương trông cực kỳ hèn mọn này mệnh vương nhìn về phía nhị vương chậm rãi nói bổn vương cơ mệnh điện chủ thiên mệnh vương đình chân vương điện hai vị vương chủ hẳn biết bổn vương lần này nhị vương tái hiện thần lục cơ mệnh chỉ muốn hỏi một vấn đề thiên mệnh vương thân hình cao lớn lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn thản nhiên nói cơ mệnh bản vương đúng là đã nghe nói về ngươi có nghi vấn gì nhị vương lần này là trở về vương đình hay là có tính toán khác mệnh vương cười nhạt nói thiên mệnh vương là người sáng lập ra vương đình theo lý trở về thần lục phải quay về vương đình không đợi hắn nói xong thiên mệnh vương cười lạnh nói không cần tam giới lớn biết bao chỉ là một vương đình bản vương còn không để vào mắt huống chi thiên mệnh vương đình hiện tại cũng không phải vương đình ngày xưa bản vương sáng lập thiên mệnh vương đạm mạc thậm chí có chút trào phúng chỉ là một tên vương đình Người cho rằng bản vương thật sự quan tâm sao? Mặc dù giờ phút này, một phương bọn họ chỉ có hắn cùng Thiên Thực Vương cùng với 12 vị chân thần, so với các phương xem ra thực lực nhỏ yếu. Nhưng Thiên Mệnh Vương cũng không sợ hãi, lần này, hắn và Thiên Thực Vương chuẩn bị trùng kiến Thiên Đình, nếu chỉ có như thế, vậy thật là làm trò cười cho người trong nghề. Huống chi, nơi đây chỉ là cường giả cấp Thiên Vương đã có hai vị. Dưới tình huống như vậy, xây dựng lại Thiên Đình, thực lực không đủ hai đại cường giả cấp thiên vương đều đủ để cho bọn họ trở thành trò cười của tam giới mệnh vương nghe vậy cũng không bất ngờ cười nhạt nói nếu nhị vương đã có tính toán khác vậy thì không còn gì tốt hơn lời này nói ra một ít địa quật chân vương sắc mặt dị dạng có ý gì đây nếu nhị vương trở về vậy thì giết bọn họ không trở về lần này coi như xong mệnh vương kia lúc trước náo oanh oanh liệt liệt tư thế muốn giết nhị vương rốt cuộc là vì sao mấy trăm chân vương cường giả không phải người người đều biết cái gì. Những chân vương nhỏ yếu như Bình Sơn vương, giờ khắc này trong lòng đều kinh hãi không thôi. Rốt cuộc muốn làm gì? Mệnh vương bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Dường như có rất nhiều người biết đến, như Phong vương, Hoa vương, Hổ vương. Những cường giả này hình như đều biết tất cả, nhưng hắn không biết, ý của Mệnh vương giống như có ý chung sống hòa bình. Ngay khi Bình Sơn vương đang sợ hãi, Trương Đào lại một lần nữa mở miệng, lưng hơi còng xuống, chư vị không nên như thế sao? Nhân loại ta còn có cường giả đến từ các phương, cường giả đến từ mấy đại giới vực, huyết mạch của các ngươi truyền thừa đến nhân loại. Thật sự cứ nhất định phải ép chúng ta sao? Không có người lên tiếng trả lời. Nhân tộc a, Trương Đào thở dài một tiếng, nói không hết cay đắng, thê lương không nói ra được. Sau một khắc, vị võ vương hèn mọn này đứng thẳng eo, khí huyết ngút trời, tựa như đã thay đổi thành một người khác. Từ nay về sau, nhân tộc ta tự thành một mạch. Không kính tiên Phật không bái thần thoại, nhân tộc ta, người người đều là trời, nhân loại tân võ, tất tranh, tranh, chúng cường nhân tộc gào thét, chỉ có tranh, tranh mệnh, giành thắng, ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, mưa máu lần nữa chút xuống, đám người Trương Đào, Phương Bình, toàn thân bị mưa máu thâm ướt. Chương 962, Phương Bình, bản vương tất giết ngươi. Mưa máu tầm tã, Trương Đào cao giọng hét to, cùng lúc đó, truyền âm cho các cường nhân loài người, ngữ khí lạnh lẽo nói: Mệnh Vương đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này, Lê Tịnh thần bí, Phong Vương những người này đều là nanh vuốt. Chư vị, chuyên giết Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương, Lý Tiền Bối, có thể địch lại Lam Vương. Trấn Thiên Vương mặt không đổi sắc, truyền âm nói, Quy Vương tới cũng không phải là chân thân, chỉ là phân thân mà thôi, lão phu giết hắn không khó. Tuy nhiên, nơi đây cũng không phải chỉ có Lam Vương, trong bóng tối còn có mấy vị cường giả ẩn núp. Phân thân, Trương Đào hơi có chút ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không nhìn ra trấn thiên vương cũng không nói gì nhiều mọi người nhanh chóng trao đổi một phen cuối cùng đạt thành nhất trí phá vây vừa đánh vừa lui hướng cấm kỵ hải lùi lại chủ giết cường giả chân thần của vương đình thiên mệnh lúc này cường giả bốn phía còn chưa ra tay trấn thiên vương bỗng nhiên nói không thể đợi thêm nữa bọn họ còn đang chờ người đúng vậy những người này không ra tay là đang đợi người không phải lam vương có thể là đang đợi cường giả thần giáo trấn thiên vương truyền âm một câu sau đó đột nhiên truyền âm nói với nhị vương bên kia, thiên thực, thiên mệnh, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Các người thật sự trông cậy vào chút nhân thủ này là có thể quay về đỉnh phong sao. Bất kỳ lời hứa nào đều không đáng tin, các người bồi dưỡng cường giả rất khó. Bây giờ thế cục tam giới đã định, muốn thu nạp cường giả cũng khó khăn, trừ phi. Tam giới đại loạn, bá chủ khắp nơi vẫn lạc, các người mới có thể thừa dịp loạn thu nạp một nhóm cường giả lại trở về đỉnh phong. Đánh chết một nhóm, Thu nạp một nhóm, các ngươi mới có thể có đầy đủ vốn liếng trở thành người thắng cuối cùng trong cuộc chiến tương lai. Trấn Thiên Vương lúc này cực kỳ bình tĩnh, nhanh chóng nói: "Lão phu biết các ngươi đều có hậu thủ ở trong tứ đại vương đình, mấy vương đình đều có người của các ngươi, nhưng lúc các ngươi trở về, trật vật như vậy, thật sự trông cậy vào những người đó có thể quay về dưới trướng." Năm đó khả năng các ngươi còn có một nhóm lão bộ hạ ẩn giấu đi, theo lão phu biết, trong Cấm Kỵ Hải từng có cường giả thời kỳ địa hoàng thần chiều xuất hiện, có lẽ cũng có quan hệ với các ngươi nhưng các người ngủ say nhiều năm, có nắm chắc để cho bọn họ lần nữa quy tâm. Thậm chí có người đã thành đế, đế tôn sẽ thần phục các ngươi. Trấn Thiên Vương nói rất nhiều, tốc độ cực nhanh, cũng không cần nhị vương cho bất kỳ câu trả lời thuyết phục nào. Đem lợi và hại đều nói một hồi, cuối cùng nói, sau lưng mệnh vương có người sai khiến, mấy năm nay Càn Vương rất ít lộ diện, có lẽ là Càn Vương một trong bát vương thiên đình, các ngươi muốn đoạt thức ăn từ trong miệng Càn Vương, đánh giá cao chính các ngươi. Nhị vương không nói gì, Trấn Thiên Vương cũng không nói nữa, nói đến là rừng, cùng lúc đó, Trương Đào hình như cũng truyền âm, nhưng mà những cường giả đỉnh cấp này, khí cơ tràn lan, tinh thần lực dày đặc hư không, ai cũng không biết bọn họ có trao đổi hay không. Phương Bình, lát nữa đi đối phó Bình Sơn Vương, gặp phải cường giả, nhanh chóng trốn chạy, chư vị, đi qua địa quật kinh đô, thẳng vào cấm kỵ hải. Địa quật kinh đô đã bố trí xong, hôm nay thuận tay dẹp yên địa quật kinh đô. Trương Đào vừa truyền âm, vừa lộ vẻ bi phấn, quát mệnh vương, các người thật sự không chịu để bọn ta rời đi sao. Giờ phút này, mệnh vương giống như cũng đang trao đổi với người khác, nghe vậy thản nhiên nói, bản vương không có ý giao thủ với nơi ngươi sống lại, giao ra trí bảo, phương bình tự diếu, việc này dừng ở đây. Sắc mặt trương đào âm trầm, nhìn quanh tứ phương, sau một khắc, đột nhiên quát lên, chỉ giết chư vương thiên mệnh vương đình. Một tiếng quát to này truyền ra, trương đào trực tiếp xé rách hư không, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt một vị chân vương không chỉ hắn, cường giả nhân loại, giờ khắc này đều xé rách hư không, lao thẳng đến chân vương thiên mệnh nhất mạch. Cùng lúc đó, chấn thiên vương một tay phá trời, trực tiếp đột phá hết thảy trở ngại, bắt giữ một vị chân vương, ầm một tiếng ném về phía quắc vương cách đó chăm dặm. Vị chân vương này chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không khống chế được, trong nháy mắt phá vỡ không gian, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Lam vương. Lam vương khẽ nhíu mày, thiên mệnh vương đình tính là quân bạn, giờ phút này hắn cũng không có lòng giết người nhưng ngay sau đó, quắc vương biến sắc, hư lạnh một tiếng, một trường đánh ra, hắn cũng không muốn giết người, nhưng chấn thiên vương lại vừa ném ra sát chiêu của đối phương, một bàn tay như ngọc đánh ra, cùng lúc đó, vị chân vương này lộ vẻ mặt hoảng sợ, đại đạo của hắn đang thiêu đốt, hắn đang bị động tự bảo. ngay khi hắn đang hoảng sợ, lam vương một trường đánh xuống, hư không sụp đổ, trực tiếp đánh hắn vào trong hư không. ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, hư không lần nữa đổ sụp một mảnh một vị cường giả chân vương trong nháy mắt bị giết tại chỗ trấn thiên vương giấu giếm sát chiêu lam vương cũng không có lòng cứu người dứt khoát trực tiếp đánh đối phương vào trong khe nứt không gian đối phương nào có năng lực ngăn cản hai vị cường giả cấp thiên vương liên thủ một chiêu dưới một chiêu đại đạo trực tiếp văng tung tóe chết không có chỗ trôn ngay trong nháy mắt đại đạo của hắn băng liệt thân ảnh trấn thiên vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lam vương cùng lúc đó bên người lam vương vô thanh vô tức lại nhiều thêm một người tốt rất tốt ánh mắt trấn thiên vương lạnh lùng thản nhiên nói cấn vương ngươi cũng còn sống người mới tới tóc bạc đầy đầu khí tức nặng nề như núi trấn thiên vương khẽ thở dài ngươi là ai rốt cuộc trấn vương là ai năm xưa trong bát vương ba người càn vương trấn vương ly vương thần bí nhất gần như chưa từng lộ diện tuy bản vương từng gặp ngươi ở thiên giới nhưng lại không biết rốt cuộc ngươi là ai trấn thiên vương giờ phút này còn không muốn nói sao ta Trấn Thiên Vương không vội giao thủ với hai người, cường giả như bọn họ, giao thủ cũng không phải người khác có thể tham dự. Trấn Thiên Vương nói một câu, nghiêng đầu nhìn về phía chiến đấu ngoài trăm dặm. Lúc này, hai bên đều đã có chuẩn bị, tiếp tục chém giết trong nháy mắt, trời long đất lở, những người này lần này không tiến vào chiến trường không gian nữa, trực tiếp khai chiến ngay ở bên phía vương chiến. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, trên trăm vị chân thần giao thủ, địa giới phạm vi trăm dặm, cơ hồ là trong chớp mắt biến mất, trở thành khu vực hắc động. Trấn Thiên Vương nhìn thoáng qua, không có nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía Quác Vương cùng Ly Vương, thản nhiên nói, bản thân Lão Phu cũng đã quên ta là ai. Ngược lại là các ngươi, Quác Vương, những năm này là ngươi đang ủng hộ Mệnh Vương. Lam Vương không nói gì, Trấn Thiên Vương nhìn Cấn Vương, cao mày nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở hải ngoại. Nói vậy là tiên đảo ngoài biển đã có cường giả nhờ ngươi trợ giúp rồi. Lão Phu thấy hơi kỳ lạ, vì sao ngươi cũng muốn đối đầu với loài người. Cấn vương cười nói, có một số việc, không thể không làm. Nhân loại tuy yếu, nhưng thật sự yếu sao? Các ngươi vẫn nói bây giờ địa giới mạnh nhất, nhưng sự thật thì sao? Sai rồi, nhân loại mạnh nhất, tuy cường giả địa giới nhiều, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ thật sự đồng lòng sao? Nhân loại đại địch các ngươi vừa chết, trong nháy mắt địa giới chia năm xẻ bảy, 200 chân thần, tối thiểu phải chia làm năm sáu thế lực, người người đều có tính toán của mình. Cho nên đơn thuần một phương thế lực, nhân loại mạnh nhất, đánh chết cường giả nhân loại, quả thực không thể không làm, không phải các người quá yếu, mà là các người quá mạnh, mà lại mạnh có chút không đủ, không cách nào nghiền ép tứ phương. Đã như vậy, tự nhiên trước tiên phải chọn nhân loại. Thần giáo kia cũng không yếu, chấn thiên vương lạnh nhạt, sao không thấy các người vây giết bọn họ. Thần giáo, Lam vương khẽ cười nói, thần giáo là do ai lập ra, ta nghĩ người hẳn là rõ ràng. Nếu là có thể, chúng ta cũng muốn diệt thần giáo trước, nhưng bọn họ ẩn giấu quá sâu các ngươi lại là ở bên ngoài yên tâm lần này nếu như bọn họ xuất hiện kết cục của các ngươi chính là kết cục của bọn họ thật sao trấn thiên vương nở nụ cười cũng không nói nữa một quyền phá tan không gian cười nói đi vào chơi đùa đi thật sự có thể đánh nát địa giới sao hai vị cường giả thiên vương cũng không do dự đều là một tiếng cười vui vẻ bước vào trong chớp mắt biến mất tại chỗ trấn thiên vương cũng khẽ động thân ảnh trong nháy mắt biến mất giết phá, chấn, cấm, tấn công, vào thời khắc này, Trương đào một tiếng lại một tiếng giống giận truyền ra, trong hư không, từng cái từng cái trường đào hiện ra, cũng không phải là phân thân, mà là đại đạo hiện ra. Những bóng người này, một người giết về phía một vị cường giả chân vương. Mà bản tôn trương đào cũng trong chớp mắt chém giết với mệnh vương. Mệnh vương lúc này cầm trong tay một cây trường thương, cùng loại với trường thương của huyến vũ, khi tức lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, một thương phá vỡ thiên địa, trầm giọng nói, "Chư vương, ngay hôm nay, nơi hủy diệt phục sinh. Giết, những địa quật chân vương kia, hơn phân nửa đều có chuẩn bị, nhân loại mặc dù đột nhiên bộc phát, nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút chuẩn bị tâm lý nào." Trong chớp mắt, cường giả hai bên giao thủ trong hư không, vết nứt ngang dọc. Một ít chân vương và tuyệt đỉnh nhỏ yếu, giờ phút này ở trung tâm chiến trường, còn chưa giao thủ, kim thân đã bị cắt ra từng vết máu. Xung quanh ánh mắt của những chân vương khác của ba vương đình đều lấp lóe giống như đang do dự nhưng mấy vị cường giả lại không chút do dự phong vương khẽ quát một tiếng bạo hống nói giết bọn chúng dứt lời phong vương xung phong đi đầu trực tiếp gia nhập chiến trường trong nháy mắt ngăn cản chiến vương giết mắt thấy phong vương đều tham chiến một số thiên thực vương đình chân vương cũng không do dự nữa tất cả đều gia nhập vào chiến trường đúng lúc này hai vị yêu vương tuyệt đỉnh đế cấp thiên yêu vương vạn yêu vương cũng nhao nhao hiện thân. Chư vương yêu tộc, giết, hai đại cường giả đế cấp, đó là không chút do so dự, vừa hiện thân, liền xuất lĩnh nhân loại yêu tộc bên này đánh tới. Cùng lúc đó, mệnh vương bị trương đào một đao chém đứt trường thương, miệng đầy máu tươi, âm thanh truyền khắp tứ phương, quát lên còn không động thủ. Ôi, tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó, mấy bóng người phá vỡ hư không, đều có thực lực đế cấp. Phó vương, nhân tộc sẽ không bị diệt, tội gì phải khổ chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới việc diệt nhân tộc nhưng võ vương hùng hổ dọa người chúng ta không thể không làm để tránh dẫm lên vết xe đổ của thái an cường giả nói chuyện đến từ một nơi thiên ngoại thiên trương đào lại không nói một lời gầm nhẹ một tiếng bàn tay phá thiên một trưởng chộp về phía hắn nếu đã tỏ thái độ vậy thì cùng đi trương đào quát lớn một tiếng âm thanh chấn động thiên địa trương đào ở ngay đây muốn giết ta tới là được ánh mắt mệnh vương lạnh lùng quát lên chư vị vây giết trương đào sau một khắc lần nữa có ba vị đế tôn xuất hiện cộng thêm mệnh vương và đế tôn lúc trước bị dẫn dắt tới năm vị cường giả cấp đế tôn xuất thủ từ bốn phương tám hướng vây quanh trương đào ý này đã cực kỳ rõ ràng phải giết hắn năm vị cường giả hiển nhiên sớm có hiệp nghị lúc này không ai đục nước béo cò đều toàn lực ứng phó hư không tứ phương vỡ vụn nơi đây trở thành một chiến trường đơn độc năm người ở trong hư không cấp tốc đánh về phía trương đào không chỉ bọn họ giờ khắc này Bốn cường giả của Đại Vương Đình cũng bắt đầu hội hợp, một phương nhân loại, Chấn Thiên Vương và Võ Vương đều bị cường giả kiềm chế, mắt thấy đã đến tuyệt lộ. Tuyệt cảnh, đến chính là nhanh như vậy, người của Nhị Vương còn chưa ra tay, Nhị Vương cũng không ra tay. Không chỉ bọn họ không ra tay, hơn phân nửa người của Thiên Ngoại Thiên và giới vực đều không ra tay, hơn phân nửa người của Hải Ngoại Tiên Đảo cũng đang xem kịch. Cho dù như thế, nhân loại đã không có bất kỳ đường sống nào đáng nói. 50 so với 200 Chiến lược cách xa quá lớn, giờ khắc này dựa vào tàn nhẫn cũng vô dụng, những cường giả chân vương này sinh tử chiến, cũng sẽ không thật sự sợ chết, huống chi xác suất bọn họ tử vong không lớn. Bên ngoài, nhị vương thờ ơ lạnh nhạt, giết đi, giết nhân loại xong, bọn họ cũng nên xây dựng lại thiên đình. Về phần bọn họ không ra tay, bên phía địa quật hình như cũng không có ý kiến. Có một số việc, so với tưởng tượng của nhân loại còn phức tạp hơn. Những người như bọn họ, vẫn còn đang chờ. Chờ ai, thần giáo. Trận chiến này, cường giả khắp nơi thậm chí không chỉ tính toán nhân loại, còn có thần giáo. Thần giáo và nhân loại mới là lực lượng hai phe có lực ngưng tụ mạnh nhất, hủy diệt hai phe này mới là nhận thức chung của mọi người. Những cường giả này, giờ phút này không ra tay, chính là đang phòng ngừa cường giả thần giáo. Thậm chí làm tốt chuẩn bị, chờ đợi những người này hiện thân cùng một chỗ diệt sát. Trận chiến Nam Bắc, giới vực gần như bị đánh phế, tử thương vô số, dưới tình huống như vậy há có thể không khiến cho chư phương chú ý. Hôm nay, chúng sinh chi môn xuất hiện, vây giết nhân loại, lấy tình huống của thần giáo, tất nhiên sẽ có người hiện thân. Không ai muốn làm quân cờ cho những người khác, thần giáo đã muốn đánh cờ, vậy thì diệt kỳ thủ này. Những người này thờ ơ lạnh nhạt, ở khu vực trung tâm, trận đại chiến đã nhấc lên từng đợt năng lượng chiều kịch. Dù là phương bình, tuy có người chăm sóc, nhưng giờ khắc này cũng không thể không đối mặt với hai vị cường giả cấp chân thần. Bình Sơn Vương đang ở trong đó còn có một vị cũng là người quen cũ hòe vương phương bình hòe vương nhìn phương bình trên mặt tươi cười thản nhiên nói ngày thường ngươi không phải rất thản rỡ sao hôm nay bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chạy trốn như thế nào dứt lời một trường vỗ xuống thẳng đến đầu phương bình phương bình cũng không nhiều lời đi đường vòng bỏ chạy cùng lúc đó cường giả nhân loại khác cũng nhao nhao cưỡng ép phá vây muốn đi tới địa quật ở kinh đô đột phá từ cấm kỵ hải đi rồi sao Hòe vương xuất hiện lần nữa ở trước mặt Phương Bình, chặn đường đi của hắn, cười nói, người vẫn là đi chết đi là tốt rồi. Dứt lời, trước mắt Phương Bình, một bàn tay xuất hiện. Toái, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, chém ra một kiếm, xuyên thủng hư không. Trường kiếm va chạm với bàn tay, truyền ra tiếng len keng. Phương Bình bay ngược ra, phá vỡ hư không, nhưng cũng một kiếm chém ra một vết máu trên bàn tay Hòe vương, bàn tay có xu thế bị chặt đứt. Hòe vương khẽ nhíu mày, Phương Bình lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói phế vật lực lượng khống chế độ trên dưới bảy thành cũng xứng giết ta lời này đó là thật sự khiến người ta sụp đổ hòe vương sắc mặt âm trầm dọa người phế vật hắn bị một vị cường giả không phải chân vương khinh bỉ nhưng phương bình nói không sai lực lượng của hắn khống chế không tính là cao bởi vì thời gian hắn tấn cấp rất ngắn so với bình sơn vương còn ngắn hơn mặc dù cũng có trăm năm trở lên nhưng cái ngắn ngủi này cũng là tương đối so với chân vương khác mà nói hơn nữa ở giữa, hắn cũng bị thương không ít lần, bây giờ thế mà không thể một trưởng vỗ chết Phương Bình, ngược lại bị Phương Bình làm bị thương. Miệng lưỡi sắc bén, hoè vương quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Bình Sơn Vương, có chút tức giận, tên này đang xem kịch sao. Bình Sơn Vương thấy hắn nhìn mình, cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, lời để ý tới hắn, sau một khắc, nhanh chóng phá không mà ra, thẳng đến Phương Bình, vừa tập sát Phương Bình, vừa lạnh lùng nói, hoè vương, bản vương giết một thần tướng, không cần ngươi nhúng tay. Bình Sơn Vương, so với Hòe Vương vẫn mạnh hơn một chút. Phương Bình hầu như không kịp phản ứng, đã bị hắn một quyền đánh vào trong hư không, Phương Bình rút kiếm ra chém, lực chém này cũng là dốc hết toàn lực. Nhưng cho dù hắn dốc hết toàn lực, chống lại những chân vương đỉnh phong này, vậy cũng không đủ nhìn. Một màn ngoài dữ liệu của mọi người đã xảy ra, Bình Sơn Vương giống như quá sơ suất, bị một kiếm của Phương Bình chém trúng cánh tay, máu thịt trên cánh tay lập tức sụp đổ, một kiếm bị thương đáng chết bình sơn vương giận dữ có chút thẹn quá hóa giận hét lớn người dám đả thương bản vương hôm nay bản vương tất giết ngươi ai cũng không ngăn được dứt lời trên cánh tay bình sơn vương huyết nhục trong nháy mắt khôi phục một quyền đánh về phía phương bình phương bình lần nữa bị đánh bay ngược tốc độ của bình sơn vương cực nhanh trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau hắn lại là một quyền đánh ra phương bình khuỷu tay đánh ra sau lưng khuỷu tay va chạm phương bình lảo đảo một cái dẫm sụp hư không bình sơn vương phía sau cũng lùi lại một bước lúc này hòe vương vừa định ra tay bình sơn vương giận không kềm được quát hắn là của ta hòe vương người dám nhúng tay dứt lời bình sơn vương triệt để nổi giận thân như lôi đình trong hư không lưu lại từng đạo huyễn ảnh nhanh chóng từ bốn phương tám hướng công sát phương bình phương bình mặc dù không địch lại nhưng lúc này cũng là kiệt lực chém giết phụ cận có cường giả nhân loại thấy cảnh này cũng liên tục gầm thét phá vây mà đến muốn cứu viện phương bình Vừa thấy có cường giả nhân loại tới, Bình Sơn Vương hình như rất gấp, điên cuồng. "Hôm nay Bản Vương nhất định phải giết ngươi." Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Bình Sơn Vương đấm ra một quyền, đánh cho phương Bình phá vỡ không gian trên không trung, trong chớp mắt bay ra ngoài mấy ngàn mét. Bình Sơn Vương cũng đuổi giết một đường đến đây, Hoè Vương mấy lần muốn ra tay, Bình Sơn Vương đều tức giận mắng chửi liên tục. Hắn dám đả thương Bản Vương, sỉ nhục như thế, Bản Vương tự mình rửa sạch. "Hoè Vương, cút xa một chút." Người cảm thấy bản vương ngay cả một thần tướng cũng không giết được. Bình Sơn vương gào thét, quá phẫn nộ rồi. Sắc mặt hòe vương biến ảo một hồi, hừ nhẹ một tiếng, ra hỏa này, ngày thường cũng chưa từng thấy người sĩ diện như thế, còn không phải là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, biết rõ phương bình không có thực lực chân vương mới dám nói mạnh miệng như vậy. Nhìn một hồi, thấy thân thể Bình Sơn vương đánh phương bình bắt đầu giãn nứt, hòe vương cũng không dừng lại, nhanh chóng giết tới nơi khác. Chúng sinh chi môn không ở chỗ phương bình, Phương Bình giờ phút này lại bị Bình Sơn Vương để mắt tới, mặc dù một ít chân vương đều muốn giết Phương Bình. Nhưng Phương Bình có đối thủ, còn là một vị chân vương muốn rửa sạch sỉ nhục, bọn họ cũng không muốn lúc này quét sạch thể diện Bình Sơn Vương. Phương Bình hoàn toàn chính xác là không địch lại Bình Sơn Vương. Dù Bình Sơn Vương ở trong chân vương có yếu, nhưng khi chém giết, Phương Bình vẫn rơi vào hạ phong tuyệt đối. Nhưng mà có thể giao thủ cùng chân vương đỉnh phong đến tình trạng này, Phương Bình cũng hơn xa trừ huyễn vũ cảnh giới cửu phẩm, sắc mặt phương bình trầm trọng cũng không nói nhiều cố gắng ngăn cản đòn công kích của bình sơn vương lấy phòng thủ tránh né là chính trương đào không thể đánh vỡ vây giết nhân loại hiện tại phá vây còn kém một chút chính mình lúc này duy nhất cần phải làm là chống đỡ chờ đợi trương đào bộc phát ngay tại thời điểm phương bình kiệt lực ngăn cản bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm phương bình bổn vương vội ý là địch với bất kỳ kẻ nào bổn vương lần này cũng là bị bức ép mà đến Phục sinh chi địa của ngươi có loại phục sinh hay không, Bổn vương cũng không quan tâm. Bổn vương những năm qua cũng không tham dự bất luận cái gì cùng phục sinh chi địa chiến tranh. Chúng ta đều là kẻ yếu ở đây, Bổn vương cũng không sợ nói rõ, hiện tại chúng ta liên thủ chiến đấu ra khỏi khu vực giao chiến, chờ đến bên ngoài, ngươi đi ngươi, Bổn vương đi đường ta. Phương Bình có chút ngốc trệ, cách nơi đây xa một chút, nơi đây quá nguy hiểm. Rời xa bên này, Bổn vương liền nói bị ngươi chạy thoát lần này ngươi phục sinh chi địa nếu là có chân vương chạy trốn, đừng tìm bổn vương báo thù, nếu võ vương còn có thể sống sót, nói cho võ vương, bổn vương không muốn cùng các ngươi là địch. Còn nữa, bản vương cũng sẽ không hợp tác với các ngươi, lời nói lúc này, chỉ có ngươi biết ta biết, sau chuyện này bản vương sẽ không thừa nhận những thứ này, các ngươi cũng không cần vọng tưởng kéo bản vương xuống nước. Bình Sơn vương nói rất rõ ràng, ta không giết ngươi, hai ta đánh ra vòng vây, sau đó cùng nhau chạy. Ngươi chạy đi đâu, chết hay không, vậy không liên quan đến ta. Còn về ta, ta chạy, các ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước, hắn không đứng đội, cũng không đầu cơ. Cũng không muốn bán nhân tình cho chân vương của phục sinh chi địa, không cần. Khi ta không tồn tại là được, Bình Sơn Vương đang nói, sắc mặt chợt biến đổi, quát, người này là đối thủ của bản vương. Phương Bình không thể chết, chết rồi, đi đâu tìm đối thủ thích hợp như vậy đây, vây công những người khác, rất nguy hiểm. Cùng Phương Bình đánh ngang tay, mặc dù mất mặt, nhưng mất mặt cũng tốt hơn so với mất mạng. Không thấy chấn thiên vương vừa mới tiện tay ném ra một vị chân vương, đối phương trong chớp mắt đã ngã xuống sao. Chân vương bị ném ra ngoài kia, bàn về còn mạnh hơn hắn một chút. Cho nên Phương Bình chẳng những không thể chết, còn phải cùng hắn chiến đấu đến cuối cùng, ai nhúng tay giết Phương Bình, đó chính là muốn cái mạng già của hắn Bình Sơn. Nhưng vừa giống xong, sắc mặt Bình Sơn vương liền thay đổi. Vào thời khắc này, một nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh hai người không có quá nhiều động tính, chính là nhìn hai người, nhất là Phương Bình, nhìn Phương Bình, nhìn kiếm trong tay hắn, hơi nhíu mày. Thanh liên đế tôn, Bình Sơn vương mặt mày xanh mét, đế tôn vương ốc sơn. Sao vị này đang yên đang lành lại chạy đến chỗ của hắn ta? Giúp Phương Bình, Phương Bình không đợi thanh liên đế tôn mở miệng, nhanh chóng truyền âm nói, người kia bảo ta nói cho các người biết, không cần tìm hắn nữa, hắn đã vẫn lạc. Khí tức thanh liên đột nhiên nổi lên sóng gió. Phương Bình truyền âm, nghiêm nghị quát lên, người nọ. Người nói hắn không chết, hắn còn sống, nếu không phải như thế, lời này của Phương Bình là có ý gì? Hoàng tử thật sự không chết, chết rồi, cũng không chết, nhưng mà bây giờ giải thích không rõ ràng lắm, ta cũng không có thời gian. Sắc mặt thanh liên biến ảo vô cùng, rốt cuộc hoàng tử có chết hay không? Sư tôn tìm kiếm nhiều năm, đã điên rồi, lúc này đế binh của hoàng tử thế mà xuất hiện ở trong tay Phương Bình, Phương Bình gặp qua hoàng tử. Nói, hoàng tử ở đâu? ngươi ở đâu gặp qua hắn đế binh trong tay ngươi từ đâu mà đến thanh liên không đếm xỉa đến bình sơn vương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương bình chờ đợi hắn trả lời phương bình lúc này lại là không có tâm lý nhìn về phía thẩm gia lão tổ bị mấy người vây công ở bên cạnh thẩm gia lão tổ đã không địch lại giờ phút này kim thân tổn hại hơn phân nửa mà lúc này mới khai chiến một lát hỗ trợ không cần giúp bên ta đánh chết mấy người kia sau đó ta sẽ nói cho ngươi tất cả hỗn chướng làn ngươi lão mấu ngươi không giúp đỡ lão tử dù sao cũng chỉ còn đường chết cái gì cũng không nói cho ngươi người nọ hiện tại còn chưa chết còn có một đường sinh cơ lấy ra đế binh đó là để ta tới cầu viện để sư phó ngươi đi liền hắn ngươi không giúp đỡ lão tử chết cũng không nói cho ngươi biết tinh thần lực phương bình kịch liệt ba động muốn biết vậy hỗ trợ bằng không để cho vị hoàng tử kia cùng ta chôn cùng là được lão tử sắp chết giống lên xem sư phụ ngươi biết rồi là giết ngươi hay là không giết ngươi. Thanh Liên sắc mặt tái xanh, sư phụ đã biết, sư tôn biết mình biết tung tích của hoàng tử, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội. Cho dù Phương Bình nói có thể là giả, nhưng đế binh ở trên tay Phương Bình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu hoàng tử thật sự không chết, chờ đợi cứu viện. Vậy bây giờ mình bỏ lỡ cơ hội này, dẫn đến hoàng tử ngã xuống, sư tôn thật sự có khả năng giết nàng. Tâm lý Thanh Liên dao động lợi hại, Phương Bình thì mặc kệ những thứ này. Đổi lại một thời gian khác, có lẽ hắn sẽ thu chút lợi ích, hoặc là đổi trảm thần đao về, như vậy là đủ rồi, vị kia ở chiến trường không gian đã giúp hắn, mặc dù hắn hoài nghi mục đích của đối phương, nhưng chuyển giao đế binh một chút vẫn có thể. Nhưng bây giờ, Phương Bình mặc kệ mình có phải là hèn hạ hay không, kéo vương ốc sơn xuống nước rồi nói sau. Giết, vào thời khắc này, bên cạnh, lão tổ thẩm ra nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra khí thức cường đại, một kích đánh bay một vị chân vương, nhưng lại bị hai đại chân vương khác đánh cho đầu nổ tung ánh mắt phương bình lạnh lùng không nói hai lời đi thẳng đến bên kia về phần bình sơn vương nhìn thấy phương bình không đề phòng không cản trong lúc nhất thời thiếu chút nữa tức hộc máu ta giết hay là không giết lúc này phương bình thế mà không để ý tới hắn không đề phòng cũng không ngăn cản hắn một chiêu này của ta đập chết ngươi ngươi tin hay không nào có loại người này nhưng đập chết phương bình ta làm sao bây giờ bình sơn vương giận dữ một giây sau, cắn răng một cái, xuất hiện ở trước mặt Phương Bình, một tiếng ẩm vang cùng Phương Bình gấp tốc phá không va chạm vào nhau, Bình Sơn Vương bay ngược ra sau trăm mét. Một màn này Phương Bình không quản, thanh liên đế tôn suýt chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Tình huống gì đây, một vị chân thần, bị Phương Bình đánh bay, miệng phun máu tươi, Phương Bình nào có mạnh như vậy? Đáng chết, Phương Bình, bản vương nhất định phải giết ngươi. Bình Sơn Vương gào thét, nhanh chóng đuổi theo Phương Bình, vẫn là rời xa thanh liên đế tôn trước rồi nói sau. chương 963, kẻ giết người, thẩm hạo thiên. Phương Bình phá không mà đến, muốn cứu viện trầm ra lão tổ. Nhưng lão tổ thẩm ra lúc này lại lắc đầu với hắn, đi. Phương Bình không có thực lực cứu người. Vào thời khắc này, Trương Đào hét lớn một tiếng, quát đến giúp ta. Lúc này Trương Đào bị một vị cường giả đế tôn một kiếm chặt đứt huyết đao, Trường Kiếm thậm chí còn vẽ ra ánh lửa sáng lạn trên người hắn. Địa quật không lửa, nhưng giờ phút này, vẫn như cố chém ra ánh lửa. Lời này vừa nói ra, bên nhân loại, nhiều vị tuyệt đỉnh phẫn nộ gầm thét, mạnh mẽ xông về phía trương đào, trương đào không thể chết được. Lão tổ thẩm ra bị thương không nhẹ, nhưng lúc này cũng bộc phát khí cơ, vô cùng cường hãn, giết tới bên kia. Những chân vương vây giết bọn hắn kia, thấy thế cũng không có quá mức ngăn trở. Nhân loại phá vòng vây cần phải ngăn cản, nhưng bây giờ những người này đi cứu viện võ vương, ngược lại sẽ hãm sâu trong vòng vây. Căn cứ vào điều này, những người này cũng đều bắt đầu treo những tuyệt đỉnh này, nhao nhao vây giết về phía bên kia. Lần này, nhân loại tất diệt, so với chiến lược 4 so với một cường giả rất nhiều, lúc này địa quật cần ổn, chỉ cần ổn định, lần này tất thắng. Chẳng những có thể thắng, còn có thể lấy cái giá nhỏ nhất để thắng lợi. Nhị vương, thiên ngoại thiên, cường giả những địa phương này còn không ra tay, lúc này địa quật cũng sẽ không tùy tiện cùng nhân loại liều chết đến cùng, mài chết bọn hắn là được. Chém giết phó vương, phục sinh chi địa tất nhiên sụp đổ. Rất nhiều cường giả, lấy bọn trương đào làm hạch tâm, bắt đầu hội tụ. Mấy người mệnh vương thấy thế cũng không nói gì, đây là con đường chết. Trước đó còn phá vòng vây, hiện tại trương đào thậm chí ngay cả tâm tư phá vòng vây cũng không có. Như vậy, lần này vây giết cường giả vùng đất phục sinh, nhất định phải giết. Trương đào cũng mặc kệ những thứ này, vừa chém giết với mấy người mệnh vương, vừa quát lớn, lê kính, người thật không muốn giúp ta. Lúc này, Lê Tịnh đã rời xa khỏi nơi đây, dưới sự bảo hộ của mấy vị cường giả cửu phẩm và một vị chân vương đang đứng ở phía xa quan sát cuộc chiến bảo hộ hắn không phải ai khác mà là hữu thần tướng vị chân vương mới lên cấp này lúc này không có ra tay một mực hộ vệ lê tịnh cũng không có ai nói cái gì lúc này nghe được tiếng quát của trương đào hữu thần tướng lạnh lùng nói võ vương chuyện cho tới bây giờ còn muốn trêu đùa những âm mưu quỷ kế này sao âm mưu quỷ kế trương đào của trương đào lại xuất hiện mệnh vương bị chém vỡ ngực chỉ một đao quát lớn lê thiên thiên ngươi cho rằng ta chết rồi thì những người địa quật sẽ bỏ qua cho ngươi sao mệnh vương sẽ bỏ qua cho ngươi si tâm vọng tưởng ôi lê kính thở dài nói trương đào việc đã đến nước này bản vương cũng không muốn giải thích thêm gì nữa sau khi ngươi chết tâm nguyện của bản vương cũng chấm dứt nên thoái vị dối trá dối trá sao lê tịnh lần này không ho khan ngẩng đầu nhìn về phía trương đào trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt ai dối trá ngươi hay là ta mọi người đều như vậy, có cần thiết không? Hữu thần tướng thấy sắc mặt Lê Tĩnh như vậy, hơi có chút ngạc nhiên, truyền âm nói, Lê Huynh, chẳng lẽ đến bây giờ, đám người võ vương còn có thể lật bàn? Lần này hắn mang theo toàn bộ phục sinh chi địa chân vương đến đây, há có thể dễ dàng bị thua như vậy. Vốn kế hoạch của bọn hắn là vây giết một bộ phận phục sinh chân vương, còn lại giết hay không giết đều được, nào ngờ hắn sẽ mang toàn bộ đến. Việc này còn có nội tình, người xem là được. Lê Tịnh đáp lại một câu, cũng là truyền âm, dứt lời lại nói, võ vương không phải ngu ngốc, lúc này lại còn cho người cứu viện hắn. Lê Tịnh dừng một chút, nhìn chằm chằm trương đào một hồi, lại nhìn chân vương và nhân loại tuyệt đỉnh bốn phương tám hướng hội tụ mà đi. Võ vương không phải loại người tham sống sợ chết này, thực sự đến thời khắc cuối cùng cũng sẽ không để những võ giả phục sinh này cùng chịu chết với hắn. Năm vị cường giả đế tôn, võ vương có thể ngăn cản đến bây giờ, thực lực cường đại đáng sợ, chỉ sợ đều đã tiếp cận 36 thánh rồi. Thực lực của 36 thánh như thế nào, rất nhiều lão cổ đồng đều không rõ ràng. Nhưng Lê Tịnh lại nói rõ ràng, Trương Đào lúc trước nghe đồn là bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Nhưng bây giờ lại còn có thể lấy một địch năm, khó mà tin nổi. Đương nhiên, Trương Đào còn chưa tới tình trạng 36 thánh, bằng không, năm vị đế tôn này không có liều mạng, sẽ không là đối thủ của 36 thánh. Mặc dù như thế, Trương Đào cũng mạnh đến đáng sợ. Lúc này Lê Tịnh cũng khó có thể phán đoán, có phải Trương Đào đã toàn lực ứng phó hay không? Nhân đạo thật sự rất thần kỳ, Lê Tịnh nhẹ giọng cảm khái, thần kỳ đến mức Trương Đào có thể thu đến mức này, thật sự ngoài dự liệu. Lê Tịnh tiếp tục nói, có một số người còn chưa tới, cho hay còn ở phía sau. Hai bên đến bây giờ cũng không có mấy người chết, người chết ít, một số người sẽ không đi ra, bọn họ cũng sợ. Sợ, Hữu thần tướng có chút kỳ quái, truyền âm nói, sợ cái gì? Sợ cái gì, lê kính cười nói sợ thần lục và phục sinh địa diễn trò đi lời này vừa nói ra thân thể hữu thần tướng rung động có chút kinh hãi tột đỉnh có ý gì đây diễn trò diễn trò gì ánh mắt lê tĩnh thâm thúy truyền âm nói người nói là địch nhân đáng sợ trên mặt nổi hay là địch nhân trong bóng tối đáng sợ một vị cường giả thiên vương dưới trướng cường giả như mây nắm giữ rất nhiều tuyệt mật thiên giới dưới trướng có ba đại hộ giáo đều có chiến lược của võ vương giờ phút này dưới hộ giáo còn có nhiều vị đế tôn, cụ thể bao nhiêu, theo như hiểu biết, không ít hơn 10 vị. Còn có 72 vị thần chủ, mặc dù đã chết không ít, nhưng còn lại 4 mươi vẫn có. Thế lực ẩn nấp trong bóng tối này, ai không sợ, Lê Tịnh Thổn thức nói, không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ hoàn toàn không biết gì cả đối với kẻ địch. Khu phục sinh có mạnh hơn nữa, rất nhiều thứ đều ở bên ngoài, mà thần giáo. Người có thể xác định người của thần giáo, sẽ không ở bên cạnh chúng ta sao? sắc mặt hữu thần tướng vẫn đầy chấn động, Lê Tịnh cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói cho nên. Thần giáo sợ sao, sợ, sợ thần lục vào vùng đất phục sinh, chỉ là diễn trò mà thôi, dụ dỗ bọn họ xuất hiện, những người này, mỗi lần đều sẽ hiện thân ở thời khắc đại chiến, điều này có chút liên quan đến vị thiên vương kia, hắn giống như đang tu con đường chiến tranh. Chiến tranh càng kịch liệt, càng thảm thiết, hắn tham dự trong đó, có lẽ sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên, hắn nghĩ đến, cũng chưa chắc dám đến chỉ khi hai bên xuất hiện tử thương, giết đỏ cả mắt thì hắn mới dẫn người hiện thân. Hữu thần tướng có chút kìm nén không được, vội vàng truyền âm nói, người nói là, mệnh vương, phong vương, võ vương những người này đều là diễn trò. Quá nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn căn bản là không nghĩ tới điểm này, sao có thể như vậy được, diễn kịch, hai bên đối địch nhiều năm, chém giết lẫn nhau vô số lần, lần này lại là đang diễn kịch. Cái cục diện này, càng lúc càng lớn, sắc mặt của hữu thần tướng thay đổi, ông ta cho rằng mình trở thành chân vương là có thể biết được một vài thứ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, có một số việc, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó mệnh vương không đối phó với nhị vương, hắn đã rất kinh ngạc. Nhưng khi mệnh vương đối phó với võ vương, hắn lại cảm thấy có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Lê Tịnh nói cho hắn biết, có lẽ võ vương và mệnh vương đều đang diễn trò, mục đích cuối cùng của bọn họ là câu cá, câu ra một con cá lớn thiên cổ, hữu thần tướng quá rung động. Thật sự như thế sao? Lê Huynh, người nói là sự thật sao? Lê Tịnh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như nhật nguyệt lưu chuyển, tinh thần lực đều không có dao động gì, thanh âm lại vang lên trong đầu hữu thần tướng. Không biết, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta nghĩ, vị giáo chủ thần giáo kia cũng sẽ hoài nghi. Có thể sống đến bây giờ, cường đại là một chút, cẩn thận cũng là một điểm, muốn xác định có phải là âm mưu hay không, cũng đơn giản. Chờ đợi, chờ hai bên chết nhiều người hơn, cho dù là âm mưu, vị kia cũng sẽ dẫn người đến hơn nữa người chết nhiều, thật sự là âm mưu sao. Mệnh vương e rằng cũng mang theo tâm tư về nơi bị diệt phục sinh, cho dù có hiệp nghị gì với trương đào thì cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Thần giáo đến rồi, nuốt thần giáo vào tương lai, thần giáo vậy thì sẽ bị diệt phục sinh chi địa. Một phen của Lê Tịnh khiến tâm tình hữu thần tướng phức tạp đến cực điểm. Hết cái này đến cái khác, trận chiến này, mục tiêu cuối cùng là ai, trước đó hắn tưởng là nơi sống lại, bây giờ lại hồ đồ, chẳng lẽ là cái gọi là thần giáo kia những cường giả mệnh vương võ vương này đều có tính toán của mình ngay cả lê tịnh bên cạnh cũng có tính toán của mình hơn nữa ánh mắt còn sắc bén có lẽ hắn thật sự nhìn ra chút gì đó vị giáo chủ kia không phải là hắn chứ lúc này hữu thần tướng có chút hoài nghi lê tịnh dường như hiểu rất nhiều về thần giáo hơn nữa trước đó lê tịnh từng hợp tác với đại giáo tông ở vùng đất phục sinh chẳng lẽ để cho giáo chủ chân chính nếu là như vậy hữu thần tướng cảm thấy thật đáng sợ Lê Tịnh dường như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, thanh âm lại lần nữa vang lên, cổ huynh không cần suy nghĩ nhiều, Lê Mỗ cũng không phải là vị thiên vương thượng cổ sống sót kia, dưới chướng Lê Mỗ nếu là có thực lực của vị thiên vương kia, sớm đã không thể vô danh, cam tâm ngủ đông rồi. Nhưng mà, cổ huynh cũng không cần sầu lo, trận chiến này kết thúc, hình thức tam giới nên thay đổi một chút. Lê Tịnh nói, giọng nói như nghỉ non, nhẹ nhàng vang lên trong đầu hữu thần tướng, thế đạo này, sắp loạn rồi. Để hắn loạn triệt để một chút, mặc kệ mệnh vương có phải là âm thầm ước định với trương đào hay không. Khu vực phục sinh không thể hoàn toàn bị diệt, nếu không thế cục sẽ không đủ loạn. Không chỉ có phục sinh chi địa, các phương khác cũng không thể triệt để hủy diệt, nếu không làm sao trong lửa lấy hạt rẻ. Dưới tình huống hữu thần tướng có chút mờ mịt, Lê Tịnh lại cười nói, chờ một chút. Lê Mỗ muốn sắp xếp lại thực lực các phương, nên là người của nhị vương, vậy đi đến bên nhị vương, vậy thì đi đến bên thần giáo, vậy thì đi bên kia, là người của võ vương đi bên phía võ vương hữu thần tướng lại lần nữa rung động hắn thật sự cảm thấy mình giống như một tên hề nhảy nhót lê tịnh nói vậy là có ý gì cái gì mà người của nhị vương người của thần giáo người của võ vương đây là nói thần lục chẳng lẽ những cường giả chân vương thần lục này còn có nhiều người của nhiều thế lực như vậy lẫn lộn ở trong đó vậy thần lục vô cùng cường đại hiện giờ chẳng phải là nói chỉ là lầu các trên không trung lê tịnh thấy hắn rung động cười khẽ lắc đầu, quá trẻ tuổi. Người há có thể biết, tam giới này rốt cuộc phức tạp đến mức nào. Người của bát phương, người của cửu hoàng, người của tứ đế. Các cường giả, thượng cổ, thời kỳ hỗn loạn, thời kỳ địa hoàng thần triều. Các cường giả đều muốn làm kỳ thủ, đều muốn bố cục, muốn nhúng tay vào. Ngàn năm qua thần lục đã sinh ra nhiều cường giả chân vương như vậy, người thật sự cho rằng đều là ngẫu nhiên sao. Bao gồm cả ngươi, Lê Tịnh nhìn thoáng qua hữu thần tướng, nếu ngươi không theo ta cùng chinh chiến, bây giờ thật sự có thể trở thành chân vương sao? Ngươi tự cho là mình khổ tu đến, nhưng cơ duyên của ngươi, ngươi lấy được một ít chiến pháp truyền thừa, lấy được một ít thần quả, một ít cảm ngộ đại đạo, thật sự là ngươi may mắn sao? Lê Tịnh than nhẹ một tiếng trong lòng, thế đạo này, chân vương thì như thế nào, có một số người thân ở trong cuộc mà không biết. Bố cục đế cấp, bố cục chân thần bố chân thần, cửu phẩm đều có cửu phẩm. Từng vòng từng vòng, thế cục bây giờ giống như mạng nhiệt không phải một cái, mà là vô số tấm bao phủ xuống, đã sớm loạn thành một đoàn. Mình, cũng nên trải vốt cục diện một chút, Lê Tịnh không mở miệng nữa. Dư quang lại liếc qua Phương Bình bên kia, ngươi, là ai hạ cờ? Hắn nhìn thấy Phương Bình, cũng có người nhìn thấy Phương Bình. Bình Sơn Vương kia, có chút y tứ, gián điệp của võ vương sao? Thiên ngoại thiên một phương, còn có nhiều vị đế tôn không có xuất thủ, giờ phút này đang quan chiến. Một vị cường giả đế tôn nói một câu, bên cạnh, lúc trước bị trương đào đánh phá thiên ngoại thiên, cướp đi hoa viên ô ma nữ đế chậm rãi nói, có lẽ vậy, nhưng mà phương bình thiên tư ngang dọc, lại có thể lấy hai cửu đoán thăng cấp, vượt qua bản cung dự liệu. Ô ma nữ đế nói, lại nói, bản cung đã tìm hiểu quá khứ của hắn, tu luyện không quá ba năm, tiến bộ quá nhanh. Nếu lần này võ vương vẫn lạc, người này nhất định phải giết. Nếu võ vương chưa chết, nàng không nói tiếp, hiện tại, rất nhiều người giống như không có đối phương ngang tay, bởi vì đang kiêng kỵ một vài thứ. Kiên kỵ Võ Vương, đây là một điểm rất quan trọng. Phương Bình 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 Sơn Vương đùa giỡn như trò đùa, có ít người nhìn thấy, không nói chuyện mà thôi. Võ Vương không chết, giết Phương Bình, ai giết, người đó liền có khả năng trở thành mục tiêu giết chết Võ Vương. Võ Vương chết rồi, Phương Bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mọi người ở đây, bao gồm cả Ô Ma nữ đế, đều phải chém giết Phương Bình, phòng ngừa người này chạy trốn, trở về báo thù. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi cơ hội Bất quá cũng có người chú ý tới Thanh Liên Đế Tôn, hơi nhíu mày, không biết Thanh Liên Đế Tôn vì sao phải một mực đi theo Phương Bình, chẳng lẽ phải hộ đạo cho hắn. Lúc này đứng về phía nhân loại, thật sự là rất không sáng suốt. Huống chi, trước đó Vương Ốc Sơn và nhân loại không phải quá hòa thuật, linh tiêu đoạt thần khí của Phương Bình, cho dù có lý do, việc này cũng không phải dễ dàng có thể đi qua như vậy, đương nhiên, bây giờ đã là thần khí, có lẽ có thể thoải mái. Mọi người trầm mặc, quan chiến, trong lòng đều có tính toán cùng lúc đó phương bình lần nữa bị bình sơn vương chặn lại trong lòng lửa giận bừng bừng người này mặc dù không tử chiến với hắn nhưng quấn lấy người như vậy cũng làm cho người ta phiền chán không để ý đến hắn phương bình lại lần nữa truyền âm thanh liên nói trước tiên đưa thần khí cho ta ta chết rồi các ngươi lấy đi ta không chết cũng trả lại cho các ngươi thanh liên hơi nhíu mày thần khí cho phương bình không nói có thể lấy được hay không mấu chốt là bây giờ cho phương bình phương bình trên mặt lộ ra vẻ giận dữ truyền âm nói ta hiện tại cũng không có thực lực đánh một trận với chân thần chỉ có thần khí nơi tay ta mới có một chút cơ hội bây giờ nhân loại nguy cơ các ngươi lúc này nhất định phải cướp đi binh khí của ta đừng nói lão tử cùng các ngươi quan hệ bình thường chính là có ân với ta cũng đừng nghĩ ta nói cho các ngươi biết một chút lúc đại chiến binh khí bị người cầm đi còn là binh khí chủ chiến mấu chốt đối phương bình mà nói chiến lực hao tổn rất lớn đối với cử phẩm cảm thụ còn không rõ ràng nhưng bây giờ chiến chân thần không có thần khí trong tay, hắn đã mất đi sát chiêu lớn nhất. Chảm thần đao nơi tay, hắn có thể trực tiếp xông vào trong đại đạo bản nguyên của đối phương, chặt đứt đại đạo của đối thủ, dù cho không giết được bọn họ thì cũng sẽ khiến cho chiến lực của bọn họ tổn hao nhiều. Cường giả nhân loại đều ở đây, nếu có cơ hội bổ đao, thậm chí có thể thuận tay bổ đao chém giết nhiều vị chân vương. Mà thần khí, ở trong tay Phương Bình mới có thể phát huy hiệu dụng lớn nhất. Những người khác lấy được chảm thần đao, dù là thần khí có tác dụng chặt đứt bản nguyên, Bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội xâm nhập vào bản nguyên đại đạo của đối thủ, hoặc là nói, gần như không có khả năng xâm nhập trong đó. Có thực lực này, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc như 36 thánh thậm chí thiên vương. Cho nên thần khí trước kia cũng là chuyên môn của những người này. Thanh Liên Đế Tôn còn đang do dự, Phương Bình cả giận nói, các ngươi một chút thành ý cũng không có, trông cậy vào Phương Bình ta nói cho các ngươi biết tất cả, nằm mơ đi. Các ngươi cứu mấy vị bát phẩm, muốn đi thần khí, ta cho các ngươi. Bây giờ các người muốn giao dịch, muốn biết tất cả, ít nhất phải đưa thần khí cho ta trước, nếu không. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho các người biết một câu, tuyệt đối sẽ không. Thanh liên đế tôn thấy hắn giận dữ, nhíu mày một lát, một thanh trường đao lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay Phương Bình, gần như không người biết được. Linh tiêu lấy được thần khí, đó là không giữ được, ra liền giao cho nàng. Linh tiêu lúc này, sau khi nổ tung ở vương chiến chi địa, bởi vì rời xa nhị vương cung, nhưng cũng bị ảnh hưởng, bị thương không nhẹ, đang được một vị chân thần của núi Vương Ốc chăm sóc, không ở chỗ này. Phương Bình muốn chạm thần đao, thanh liên cân nhắc liên tục, vẫn là trước cho hắn lại nói. Võ giả nhân loại, tính cách như thế nào, cho dù nàng vừa rời núi, cũng biết một chút. Nếu không cho, chỉ sợ thật sự không muốn biết bất kỳ chuyện gì liên quan tới hoàng tử. Nhưng bị người uy hiếp, thanh liên cũng có chút không thoải mái, truyền âm nói, người lấy được thần khí, vương ốc nhất mạch ta, cũng sẽ bị người chất vấn, tốt nhất đừng dễ dàng vận dụng thần khí. Phương Bình không để ý tới nàng, nói nhảm, ta đang giao chiến với người khác, không dùng binh khí thì dùng cái gì? Giờ phút này, Phương Bình lấy được thần khí, ánh mắt nhất thời sáng như tuyết. Nhìn về phía Bình Sơn Vương cản đường, Bình Sơn Vương có chút không được tự nhiên, nhìn ta làm cái gì? Ngươi, giúp ta bảo vệ nhục thân, giả vờ giao chiến với ta, không cho phép những người khác tới gần nhục thân của ta. Bình Sơn Vương hoang mang cái gì ngươi đang nói cái gì vậy ta bảo vệ nhục thân của ngươi hắn thực sự bối rối đây tính là cái gì ta đã nói rồi hai ta nước giếng không phạm nước sông ta không giết ngươi đó là sợ chết nhưng ngươi lại bảo ta giúp ngươi bảo vệ cái này thật sự không coi chân vương là vương giả nữa lão tử không phải cùng một phe với các ngươi lão tử không phải phục sinh chân vương bình sơn vương thiếu chút nữa tức hộc máu phương bình lại nhanh chóng nói nhân loại không bại được ta chết người tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chết làm bí ẩn một chút không ai sẽ biết mau mở ra khe hở không gian chúng ta tiến vào khe hở giao chiến chính ngươi làm chút động tĩnh lớn bình sơn vương còn đang mơ màng vô ý thức mở ra một khe hở tiếp theo thiếu chút nữa chính mình thức chết bản vương đang làm cái gì tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bình sơn vương lát nữa ta sẽ kiểm tra thực hư một phen chỉ cần xác định ngươi thật sự chưa từng chém giết với nhân loại chưa từng giết võ giả loại người ta có thể làm chủ, tha cho ngươi không chết. Bình Sơn Vương vội vàng truyền âm nói, chuyện thiên mệnh Vương Đình khai chiến với các ngươi cũng chỉ hai năm nay, bản Vương hai năm nay đều không thể nào rời khỏi Bình Sơn Vực. Nói đến đây, Bình Sơn Vương có chút tức giận, lạnh lùng nói, bản Vương có cần thiết phải giải thích với ngươi không? Ngươi thật sự cho rằng bản Vương sợ ngươi, lần này các ngươi chết chắc rồi, vùng đất sống lại của ngươi nhất định sẽ bị diệt. Hắn sắp tức phát nổ rồi, lão tử tại sao phải giải thích với hắn, còn không chết, ngươi tính là cái hành gì phương bình lại lần nữa không để ý đến hắn chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh cuộc đánh cuộc bình sơn vương thật sự nhát như chuột bằng không hiện tại để cho cường giả nhân loại hộ đạo cho mình vậy còn không bằng để cho chính bọn họ chém giết ngược lại bình sơn vương diễn kịch với hắn ngược lại còn có thể tránh được một chút phiền phức phương bình cũng không nói nhảm bình sơn vương nhanh chóng giao thủ trong chớp mắt đã rơi vào trong khe nứt không gian một khắc sau trong khe nứt bộc phát ra gợn sóng cường đại, Bình Sơn Vương giận dữ hét to gan, hôm nay bản vương phải giết ngươi. Hắn đang gào thét, Phương Bình lại đã bộc phát tinh thần lực, truyền âm cho thẩm gia lão tổ cách đó không xa, thẩm tiền bối, đợi lát nữa ta đi chặt đứt đại đạo của Vân Hồ chân Vương, người thừa cơ giết hắn. Thẩm Hạo Thiên không trả lời, tiếp tục vừa đánh vừa lui, hội tụ về phía trương đào. Trong lòng có chút mờ mịt, Phương Bình lúc này còn có năng lực đi tính toán vị chân Vương thứ hai. Bình Sơn Vương đang làm gì vậy? Phương Bình không sợ phân tâm lưỡng dụng, trong nháy mắt bị giết. Mặc dù không hiểu, nhưng giờ khắc này, Thẩm Hạo Thiên vẫn nhìn chằm chằm vị Vân Hồ chân vương kia, hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc có cơ hội lấy một địch ba, giết chết một vị chân vương hay không. Đại chiến đến bây giờ, ngoại trừ người mà Trấn Thiên Vương giết kia, còn không có bất kỳ người nào vẫn lạc. Dù là nhân loại, có người bị trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, mọi người còn có thể chống đỡ một hồi, tạm thời cũng không có ai vẫn lạc. Trong khe nứt hư không, đối diện Phương Bình, Bình Sơn Vương liên tục gầm thét, thật sự là giật. Năng lượng bộc phát cực mạnh, oanh kích không gian, mã đức, tên khốn nạn đối diện thật sự không để ý tới hắn, đang nhắm mắt trầm mặc. Ngươi coi bổn vương là cái gì? Bổn vương không phải tôi tớ của các ngươi, bản vương cũng không phải là không giết được ngươi, bản vương chỉ là không muốn gây nhiều thị phi mà thôi. Phương Bình, người thật to gan, đáng chết. Ngươi thật sự không sợ bản vương hiện tại một trường đập chết ngươi sao? Phương Bình, ngươi nói chuyện đi. Bình Sơn Vương sắp tức điên lên rồi. Đây tính là cái gì? Nếu như bị người khác biết, vậy thì làm sao đối đãi với bổn vương? Phương Bình còn muốn đi ám toán chân vương khác, một khi bị phát hiện. Hắn nói không phải là võ giả phục sinh, ai tin chứ? Nghĩ đến đây, Bình Sơn Vương giận dữ hết, đừng để bị người ta phát hiện. Nếu phát hiện, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Khổ khổ phương bình đều ho khan một tiếng ta cái này thật sự có chút chịu không được vị chân vương này hóa ra ngươi còn dặn dò ta cẩn thận ôi phương bình thở dài một tiếng nếu như địa quật chân vương đều là loại này còn đánh cái gì a à? mọi người ngươi tốt ta tốt ngươi qua ngươi ta qua ta nào còn có chiến tranh gì đáng nói nguyện tam giới này đều là loại chân vương như ngươi đó mới là thế giới hòa bình phương bình nỉ non một tiếng chân thành cầu nguyện một câu sắc mặt bình sơn vương tái nhợt đây coi như là vũ nhục đi. Phương Bình cũng không để ý tới hắn nữa, giá trị tài phú chỉ còn lại 28 ước điểm. Sở dĩ là 28 ước điểm, đó là sau khi giết mấy người trường thanh tử, thu hoạch không ít thứ. Đáng tiếc huyến vũ chết ở dưới đại đạo, nhẫn chữ vật vỡ nát biến mất, bằng không lấy thân phận huyến vũ, thứ tốt chỉ sợ sẽ không ít. Một vị chân vương, ít thì cũng là 5.000 vạn điểm trở lên. Chém nứt đại đạo của đối phương, chỉ sợ tiêu hao càng lớn. Hy vọng những chân vương này không phản ứng nhanh như vậy. Chân vương ý chí lực đều rất mạnh, rất dễ dàng phát hiện bị người xâm nhập bản nguyên đại đạo, chỉ có bắt lấy nháy mắt đột phá tiến vào, vùng đao chém vào, trọng thương đối phương, để cho người ta bổ đao chém giết chân vương, lúc này mới có thể để cho Phương Bình có cơ hội bao nhiêu người. Ý niệm Phương Bình lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt thần sắc ngốc trệ. Cùng lúc đó, Bình Sơn Vương đánh ra một quyền về phía bên ngoài, năng lượng bộc phát cực mạnh, hét lớn, Phương Bình bản vương cùng ngươi bất cộng đái thiên, tiếng gầm giận dữ này, đó là chân tình ý thiết, thật sự bị chọc tức. Mà ngay lúc hắn hét lên một tiếng này, ngoại giới, tam đại chân vương vây giết thẩm hạo thiên, một người trong đó đột nhiên miệng phun máu tươi, ánh mắt trì trệ. Mà thẩm hạo thiên, cũng một mực chờ đợi vào lúc này. Vị tuyệt đỉnh không tính là cường đại này, giờ khắc này hoàn toàn liều lĩnh, toàn lực ứng phó, bản nguyên chi khí bộc phát đến cực hạn, một thanh huyết đao trong tay gần như là trong nháy mắt hiện ra cả đời này không treo tên tuổi một người khai sáng một võ giả thật đúng là chưa từng giết cường giả chân vương hôm nay lão phu cũng tới giết chân vương chơi đùa một chút chết đi một tiếng gào to vang vọng đất trời một thanh huyết đao dưới tình huống hai vị chân vương khác có chút không thể nào hiểu được trực tiếp chém xuống phân hồ chân vương không đỡ được bản nguyên khí đều tràn ra rất nhiều đã xảy ra chuyện gì không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ ngay khi hai người muốn ra tay giúp đỡ thì đã muộn huyết đao ầm ầm rơi xuống một đao này là thẩm hạo thiên dốc hết toàn lực trực tiếp chém kim thân của vân hồ chân vương tan xương nát thịt tinh thần lực cũng bị tiêu diệt tại chỗ ầm ầm đại đạo nứt toác không có mấy người chú ý tới phía trước tuyến đường đại đạo còn có một vết nứt rất lớn nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như là do đại đạo nứt toác ra chân vương vẫn lạc hôm nay vị chân vương thứ 10 ngã xuống người chém địch thẩm hạo thiên một trong những người khai sáng tân võ mưa máu tầm tã không ít người ngây dại một chút, chấn thiên vương giết người có thể lý giải, võ vương giết người có thể lý giải. Thậm chí chiến vương, minh vương, kiếm vương giết chân vương cũng có thể hiểu được. Nhưng thẩm hạo thiên nhỏ yếu, dưới sự vây công của ba người chém giết một vị chân vương, thật sự không thể nào hiểu được, ba người này phế bao nhiêu mới có thể xuất hiện một màn như vậy. Mà một ít đế tôn, lại là nhao nhao nhíu mày, không thích hợp. chương 964, Dung Đạo, những đế tôn này đang nghĩ đến vấn đề này một giây sau khí thức của một vị cường giả chân vương đối chiến với chiến vương cũng biến đổi ngay trong nháy mắt này trong tay chiến vương đột nhiên xuất hiện một thanh binh khí giống như bàn trải lông ông chiến vương vung thần binh giờ khắc này trên bàn trải vô số sợi dâu bắn ra gần như trong nháy mắt đánh vị chân vương này thành cái sàng không chỉ như thế tinh thần lực của đối phương đều bị trọng thương chiến vương còn chưa bùng nổ xong bàn trải vung tay đánh xuống sang rác trong hư không lại xuất hiện một màu đỏ như máu Đại đạo lại vỡ nát. Lúc này, không ít lực chú ý của đế tôn đều đặt lên phía chiến vương. Có người nhíu mày nói, lông lông của Thương Miêu, bình thường, năm đó thần toán chân quân làm mao tướng cho Thương Miêu, có chút lông tóc Thương Miêu lưu lại cũng không có gì lạ. Điều này cũng đúng, nhưng có thể luyện chế lông tóc của Thương Miêu đến mức này, thần toán chân quân cũng coi như mạnh mẽ tuyệt vời. Mấy người nghị luận, lúc này, công vô tử phía sau thì không nói một lời. Có một số việc, nghe một chút là được nói thật ra cũng không dễ nghe cường giả tử cái sơn sư đệ thần toán chân quân của hắn ai nói là xoát lông nhưng lúc này cũng có người trầm thấp nói tứ đại vương đình mấy trăm chân thần trong chốc lát đã có ba người vẫn lạc bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải quá phế vật nhưng mà lúc này bình dục thiên đế lại đi ra nhìn quanh tứ phương thản nhiên nói có người đang dùng thần khí chặt đứt căn nguyên đại đạo của bọn hắn ai phương bình nói đến thần khí không ít người nghĩ đến chính là Phương Bình. Nhưng mà lúc trước thanh liên đế tôn cho Phương Bình thần khí, người nhìn thấy không có mấy người, một vị đế tôn muốn cho đồ vật, giấu giếm một số người cũng không khó. Rất nhanh, mọi người lần nữa nhìn về phía thanh liên đế tôn. Thanh liên lại không nói một lời, đứng ở biên giới chiến trường. Thấy thế, mọi người lần nữa nhíu mày. Rất nhanh, nhao nhao nhìn về phía khu vực Bình Sơn Vương cùng Phương Bình giao chiến. Đúng lúc này, Phương Bình miệng phun máu tươi, kim thân tàn phá, từ trong khe hở bị đánh bay ra phía sau bình sơn vương âm trầm vô cùng lại đấm ra một quyền đánh phương bình vào khe hở không gian lần nữa có người nhíu mày chậm rãi nói cho dù phương bình còn có thần khí hắn làm sao có thể đột nhập vào căn nguyên chân thần lời này vừa nói ra dù là người trước đó có chút hoài nghi phương bình lúc này cũng hết chỗ nói rồi đúng vậy phương bình làm sao có thể đột phá phòng ngự của chân vương tiến vào bản nguyên đại đạo của bọn hắn cùng lúc đó mệnh vương đang giao thủ cùng trương đào đột nhiên quát lên cẩn thận hết trong bóng tối có cường giả cầm thần khí chém bổn nguyên của các ngươi những cường giả đế cấp nhìn ra không ngạc nhiên nhưng mệnh vương nói như vậy lại làm cho người ta có chút ngoài ý muốn thần khí thật đúng là không phải người người đều biết đến bình sinh những đế tôn cổ lão này năm đó gặp qua thần khí đó là biết rõ mệnh vương làm sao biết được thần khí có thể chảm bản nguyên điểm này kỳ thật người biết thật sự không nhiều lắm Chân Vương có cảnh giác, lúc này Phương Bình cũng rất khó lại vô thanh vô tức đột phá bổn nguyên đại đạo của bọn hắn. Liên tiếp chém giết hai vị chân Vương, tất cả mọi người cảnh giác vạn phần. Lúc này Phương Bình cũng không tiếp tục mạo hiểm, mà là tiếp tục giao chiến với Bình Sơn Vương. Bốn phương tám hướng, các cường giả dần dần bắt đầu hội tụ về phía trương đào, càng ngày càng gần. Nhân loại một phương, cũng bắt đầu có người trọng thương vô lực, nguy hiểm vô cùng, sắp vẫn lạc. Vòng chiến, càng ngày càng nhỏ, nhưng lúc này, một số người lại nhíu mày võ vương đến cùng đang làm cái gì lê tịnh lẩm bẩm hắn không phải thần bây giờ còn chưa rõ ràng mục đích của võ vương nhưng thu hẹp vòng chiến đến mức này đây không phải chờ chết sao cho dù võ vương có chiến lực mạnh hơn nữa lúc này đối mặt nhiều cường giả như vậy không chết mới là lạ tiểu bối này muốn đánh cược một lần cuối cùng chôn vùi tất cả cường giả nhân gian sao bình dục thiên đế cũng có chút ngoài ý muốn trương đào đang làm gì đây chính là nhân hoàng thế hệ này. Thiên mệnh vương cũng có chút bất ngờ, kỳ quái nói, thiên thực, người nói hắn muốn làm gì. Thiên thực vương lạnh lùng nói, hiện tại bản vương chỉ muốn chờ sau khi hắn chết, lấy lại chúng sinh chi môn. Thiên mệnh vương cười nói, sắp rồi, thiên thực vương không nói gì. Cùng một thời gian, trong giới hạch tâm, trương đào nhìn bốn phương tám hướng, cường giả nhân loại đang hội tụ, chấn tinh thành, chư thần thiên đường, cổ phật thánh địa, vạn tháp thế giới, đồ đăng thành, an đệ tư sơn cường giả sáu đại thánh địa, lần này đều tới. Còn có Trương Vệ Vũ, Nam Vân Nguyệt những người này cũng đều ở đây. Hơn 50 vị tuyệt đỉnh cảnh, đây chính là nội tình của toàn bộ nhân loại. Trương Đào lộ vẻ bi thương, lần này là bi thương chân chính. Lúc trước chất vấn tứ phương, có ý kéo dài thời gian. Nhưng giờ khắc này, thật sự bi thương, ngay cả không gian giống như cũng bi thương, mưa máu trên không trung càng lúc càng lớn. Chư vị, trương mỗ ta xin lỗi các ngươi, trương đào thanh âm trầm thấp, các ngươi tôn ta là nhân loại lãnh tụ, nhưng trương mỗ ta lại đem chư vị đưa vào tuyệt cảnh. bên phía chư thần thiên đường chiến thần cầm chiến phủ trong tay thân trên vùng chiến phủ một búa bổ vào một vị chân vương khiến hắn hộc máu cười to nói võ vương việc đã đến nước này rồi nói những lời này có ích lợi gì nếu ngươi không chết vậy chiếu cố hậu duệ của chúng ta nhiều hơn các cường phương tây ta những năm này tuy không hợp với các ngươi nhưng phương hướng chung tuy chưa hẳn tán đồng đạo của ngươi chưa hẳn tán đồng một ít cách làm của ngươi nhưng phương hướng nhất trí vậy cứ dựa theo thực lực mà làm ngươi định đoạt chiến thần cười to một phương cổ phật thánh địa một vị lão hòa thượng già nua giống như sắp sửa xuống mồ trong miệng niệm kinh văn tùy ý để một vị chân vương oanh kích kim thân cầm trong tay hàng ma sử một sử đánh nổ nửa người đối phương chậm rãi nói võ vương người người này muôn vàn tốt đẹp chỉ có bệnh đa nghi quá nặng chưa chắc là chuyện tốt trương đào vạn phần cay đắng ta sợ ta không dám tin Cổ Phật cười cười, không nói gì nữa. Bên kia, mấy đại thánh địa khác, đều có lãnh tụ mở miệng. Phó Vương, chúng ta đều là người đã chết một lần, không có gì phải sợ. Sắp chết, giết một cái vốn là tốt rồi. Phó Vương, người thường nói chúng ta vô tình, thành thần Phật, nhưng nếu vô tình. Dựa vào ngươi, có thể thủ được địa cầu sao? Trái đất vẫn còn, Phó Vương ngươi không phải công đầu, đừng rát vàng lên mặt mình. Từng vị cường giả, cất tiếng cười to, mấy người mệnh vương, lúc này đã giết trương đào kim thân tán loạn nghe vậy đều nhíu mày là di ngôn lâm chung sao luôn cảm thấy võ vương hôm nay có chút không thích hợp cường giả của các đại thánh địa khác cũng có chút không thích hợp giống như không có quá mức bi quan cùng tuyệt vọng những người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì ngay khi mấy người mệnh vương đang nghĩ đến những thứ này thì sau một khắc chiến thần hét lên chư thần thiên đường tôn võ vương trương đào lên làm lãnh tụ của nhân tộc chứng kiến cả thiên địa cổ phật thánh địa tán thành vạn tháp thế giới tán thành từng vị lãnh tụ thánh địa cao rộng phụ hỏa giờ khắc này thiên địa biến sắc sau một khắc nhiều vị cường giả thánh địa đột nhiên gầm lên một tiếng chư thần thiên đường không phải là chiến thần có biến cố mà là thần mặt trời luôn luôn trầm mặc cường giả đứng đầu của chư thần thiên đường chân chính thời khắc này vị cường giả tóc vàng mắt xanh khẽ cười một tiếng trên người bùng phát ra ánh sáng óng ánh tựa như là vầng mặt trời thứ hai vậy võ vương đối xử tử tế với nhân tộc phương tây chúng ta trương đào nếu như nhân tộc còn tồn tại thì chớ quên chúng ta. Giờ khắc này, thế giới vạn tháp, sao 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 lão cũng là một tiếng cười vui vẻ, cầm quyền trượng trong tay, dưới chân dẫm lên một pho tượng cổ tháp màu vàng, đi về phía trương đào. Càng đi, bóng người càng hư ảo. Không chỉ hắn, sau đại thánh địa, giờ phút này đều có người đi ra. Thái Dương thần, đệ nhất cổ Phật, lão, kiếm vương, chiến vương và kiếm vương đều muốn đi ra ngoài, nhưng kiếm vương lại một kiếm ngăn cản hắn sáu vị cường giả đỉnh cấp đều đi về phía trương đào không nhìn tất cả không nhìn công kích thân ảnh càng ngày càng hư ảo đại đạo hiện ra dưới chân kiếm vương đạp lên phi kiếm bao trùm lấy phi kiếm của thiên địa đi thong dong cười thoải mái nói sáu đại thánh địa thay mặt nhân tộc hàng tỷ thương sinh tôn võ vương làm vương nhân vương nhân vương sáu người nhao nhao cao giọng hét to rất nhiều người lúc này còn chưa xem hiểu những người này đang làm cái gì nhưng giờ phút này hai mắt trương đào đầy huyết lệ, lại cao giọng cười nói, trương đào hổ thẹn, đời này không dám xưng hoàng, nhân vương. Trương đào tiếp, ta làm nhân vương, nhân tộc chi vương, vương làm người chết, tộc diệt vương. Dung hợp, giờ khắc này, quyển sách đại đạo trong tay của trương đào đã hiện ra. Ngay trong nháy mắt này, năm đại cường giả không ngờ không thể ngăn cản sáu người tiến vào, mệnh vương một thương hướng về kiếm vương, lại giống như xuyên thấu không khí, không thể giết tới đối phương. Mà ngay lúc này, hư không xa xa, giọng nói của Lam Vương đột nhiên chuyển đến, quá to, đáng chết, giết Phó vương. Hắn muốn dung hợp đạo nhân tộc, cẩn thận, bình dục thiên đế cũng hét to một tiếng, những người khác vẫn mờ mịt, ngay sau đó, thường dung thiên đế cũng bảo hống nói, ngu xuẩn, lui. Trương Đào đang dung nhân đạo, sáu đại thánh địa đại biểu cho toàn nhân loại, lúc này đã công nhận Trương Đào, nhân đạo đồng lòng. Sáu đại thánh địa, sáu vị tiếp cận đế cấp cường giả, lấy phương thức tự vấn, đem một thân đại đạo, dung nhập vào trương đào đại đạo thư. Thời khắc này, thiên địa đều biến sắc, mưa máu như chút nước, sáu vị cường giả gần đế, gần như đồng thời vẫn lạc. Cũng vào thời khắc này, sáu đạo hư ảnh đồng thời tiến vào đại đạo thư. Trương mỗ vô năng, thẹn với chư vị tiên liệt, trương đào gầm lên giận dữ, xen lẫn vô hạn không cam lòng, phẫn nộ, thống hận. Ta là nhân vương, giết hết địch thủ trong thiên hạ. Sau một khắc, trương đào phân thân sáu đạo, những phân thân này, bộ dáng như sáu người trước đó vẫn lạc, có người cầm kiếm có người cầm búa khí thức tăng vọt trong chớp mắt nhao nhao đột phá đến đế cấp mà khí thức bản thể trương đào lại tăng vọt một mảng lớn giết tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời tất cả nhanh đến tột đỉnh trương đào không giết cường giả cấp đế mà là trong nháy mắt này lục đạo phân thân cuốn lấy mệnh vương năm người chính hắn phá không mà ra một đao quét ngang hư không mất đi trước mặt hai đối thủ của kiếm vương lúc trước lúc này vừa muốn đi giúp những người khác nhưng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. âm một tiếng, hai người bị một đao này chém thành mảnh nhỏ. giết sáu đại cường giả đỉnh cấp lấy tự diệt làm đại giá, há là giết hai vị chân vương liền đáng giá đi làm. trương đào lúc này mạnh mẽ đến giận người. phía xa lam vương quát to đi, năng lượng sáu người hợp nhất, không lâu sau đều rút lui. lúc này hắn vô địch, ồn ào. đúng lúc này, một nắm đấm đánh vào trên trán lam vương, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn. Trấn Thiên Vương hiện lên thân ảnh, nhìn về phía Trương Đào, có chút bi thương. Sáu vị cường giả đỉnh cấp đã chết, nhưng cũng thành toàn cho Trương Đào, chỉ hy vọng Trương Đào có thể không phụ lòng tiến nhiệm này. Sáu đại thánh địa, sáu vị cường giả gần đế, lấy phương thức cam tâm tình nguyện, đem một thân đại đạo dung nhập Trương Đào quy đạo, cái này cũng không phải là ngoại lai đạo cướp lấy có thể so sánh. Đạo từ bên ngoài đến, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình mà đi mà sáu đại đạo này lại lấy phương thức gần như hoàn chỉnh dung nhập vào trong trương đào. Sau lần này, ngươi cũng nên có thực lực thiên vương cấp, hy vọng ngươi không nên cô phụ phần tín nhiệm này, quá nặng nề, thật sự quá nặng nề. Cùng với việc chấn thiên vương biến mất lần nữa, trương đào giờ khắc này giống như thần ma, hai mắt đỏ như máu, nhảy vào đám người, một thân chiến lực, không ai có thể làm. đáng chết, ra tay! mệnh vương gào thét, lại bị trương đào một đạo phân thân ngăn cản, không cách nào đột phá. Lúc này, cường giả cấp đế của địa quật đang ở trong đám người. Trước đó đám người hội tụ, địa quật chân vương cơ hồ đều chạy tới. Mà giờ khắc này, trường đào dung hợp thực lực 6 người, đại đạo mặc dù còn không có triệt để dung hợp, nhưng một thân thực lực, thật tiếp cận thiên vương một cấp. Như thế nào là thiên vương? Năm xưa Mạc Vấn kiếm đại sát tứ phương trong địa quật, cũng có chiến lực thiên vương. Một trọi 10, 10 vị cấp đế, mà giờ khắc này, mấy vị đế tôn bên phía địa quật, đều bị cuốn lấy. Cấp bậc vô đế, tốc độ của Trương Đào quá nhanh, nhanh đến mức không phải cấp đế gần như không thấy rõ thân ảnh của hắn. Sáu vị tiền bối ngã xuống, "Các ngươi, hoàn trả gấp 10 lần cũng không đủ." Thanh âm lạnh lùng của Trương Đào vang vọng tứ phương, gần như trong chớp mắt, một quyền đánh nổ đầu một vị chân vương, cũng không thèm nhìn, lần nữa xuất hiện, đã xuyên thủng ngực một vị chân vương khác. Giờ khắc này, bên nhân loại, hơn 40 tuyệt đỉnh còn lại, nhao nhao bạo khởi. "Giết, thiên địa băng liệt!" Thời khắc này, thiên địa thật sự văng tung tóe trên không xuất hiện một vết nứt vô cùng to lớn chân vương ngã xuống quá nhanh đại đạo băng liệt rằng có đến cùng một chỗ thật giống như trở lại trận chiến nam bắc năm đó một số cường giả của thiên ngoại thiên và giới vực nhìn thấy cảnh tượng này đều biến sắc giết phá vòng vây trương đào hét to mấy chục tuyệt đỉnh vừa giết vừa xông ra ngoài cường giả của địa quật cản ở phía trước có vài người căn bản không kịp tránh đi thân ảnh của trương đào hiện ra một đao chém xuống, vết nước trên bầu trời lớn hơn một phần. mệnh vương sắp điên rồi, giận dữ hết. các ngươi đang làm gì? những người khác vẫn còn đang xem kịch. lúc này có người buồn bã nói, nhân vương không duy trì được lâu, sáu đại cường giả năng lượng hao hết, lại giết cũng không muộn. một màn này vượt quá dự liệu của bọn họ, nhưng lúc này cũng không có đế cấp nguyện ý ra tay. lúc này trương đào đang ở đỉnh phong, chỉ có chờ hắn hao hết nội tình của sáu vị cường giả. Khi đó, đại đạo của hắn còn chưa kết thúc dung hợp, lúc này mới là cơ hội ra tay. Dù là nhị vương, giờ phút này cũng không rên một tiếng. Tiêu hao một ít cường giả của tứ đại vương đình cũng rất đáng giá. Nhân tộc và tứ đại vương đình, trong khoảnh khắc giao chiến này đều tổn thất nặng nề. Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ không cần bọn họ nhúng tay vào, song phương đều sẽ trở thành tàn binh. Trương Đào giờ khắc này cũng không rên một tiếng, đem hết toàn lực, chỉ hy vọng tại thời điểm năng lượng hao hết, giết nhiều một ít người giết, 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 toàn bộ thiên địa, giờ phút này chỉ có tiếng giết. Cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa mặc kệ Bình Sơn Vương, nhắm mắt bắt đầu tìm người đột phá đại đạo, chặt đứt đại đạo của đối phương. Phương Bình nhắm mắt, tâm tình nặng nề phức tạp, đối với sáu đại thánh địa, hắn cũng giống như Trương Đào, không quá tín nhiệm, từng có rất nhiều bất mãn. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay, trí cường giả của sáu đại thánh địa lại có thể lấy loại phương thức này, ở thời khắc này, kết thúc sinh mệnh của mình, đi thành toàn cho Trương Đào. Chủng tộc, Đông Phương, Tây Phương, đều là nhân tộc ta. Phương Bình cho chư vị tiền bối, anh liệt, bồi thường một cái không phải. Nhân loại, vĩnh viễn sẽ không quên chư vị anh liệt. Phương Bình trong lòng có lửa giận, giờ phút này, xuất hiện ở trên một con đường lớn của một vị chân vương, hét lớn một tiếng, trường đao bộc phát huyết mang, một tiếng ẩm vang, đại đạo bị chém đứt một đoạn. Sau một khắc, vị cường giả chân vương này, ở trong hỗn chiến bị người đánh chết tại chỗ, ầm ầm ầm, trời sập rồi, Trương Đào đang giết người, Phương Bình đang giết người, những người khác cũng đang đẫm máu chém giết. Tốc độ giết người của Trương Đào quá nhanh, hắn không lựa chọn giết những chân vương cường đại kia, đều lựa chọn những chân vương nhỏ yếu kia, đối đầu với hắn lúc này, gần như không có lực phản kích. Hắn muốn thừa dịp hiện tại, giết thêm một vài người. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, gần 20 vị chân vương bị hắn chém giết tại chỗ, khó có thể tin. Nhưng giờ khắc này, khí tức của Trương Đào đang trượt xuống lục đạo phân thân cũng bắt đầu tiêu tán. Vạn yêu vương, mệnh vương mấy vị cường giả đã bắt đầu đánh về phía hắn. Bên ngoài, một ít đế tôn dục dịch, bọn họ muốn giết trương đào, không thể cho hắn dung hợp sáu đại đạo, người này không chết, có lẽ thật có thể thành tựu thiên vương vị. Trước trước sau sau, chân vương bị nhân loại chém giết gần 30 vị. Khó có thể tin, lấy 5 vị đế cấp cầm đầu, tiếp cận 200 chân thần vây giết hơn 50 người, thế mà xuất hiện tổn thất to lớn như thế. Mà tất cả những điều này là ở chỗ Trương Đào nói, không phải ai cũng có thể dung hợp đạo của người khác, trở thành Nhân Hoàng đạo, có lẽ càng phải gọi là Nhân Vương đạo, đạo này có chút đặc thù, đặc thù làm cho lòng người bất an. Đột phá vòng vây, đi, Trương Đào quát to một tiếng, xoay người chém một đao, lần nữa chém giết một vị chân vương, tiếp theo quát lớn một tiếng, một quyền đánh ra một thông đạo không gian thật lớn. Đi, chạy đi đâu, đúng lúc này, có người xuất thủ. Bình dục thiên đế nhìn khí tức của hắn bắt đầu trượt xuống, cũng là một trưởng đánh ra, đánh cho thông đạo không gian của hắn run rẩy kịch liệt. Không chỉ bình dục thiên đế, giờ phút này, một vị đế tôn cổ lão khác, thường dung thiên đế cũng đâm ra một thương, lần nữa đánh thông đạo rung động. Như vậy sẽ hòa tan, hòa hợp, thanh âm của trương đào băng hàn, những người này, hắn nhất định sẽ giết bọn họ. Hai đại đế tôn cổ lão xuất thủ, thông đạo sắp vỡ vụn. Đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến xem ra bản đế còn có chút dùng. Giờ khắc này, lòng biến thiên đế xuất hiện, cũng không nhiều lời, cầm kiếm phá không, một kiếm đánh gãy trường thương của thường dung thiên đế. Lòng biến, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Lần này thường dung thiên đế không tránh lui, quát lạnh nói, trường đào muốn mang chúng sinh đi đâu có đơn giản như vậy. Dứt lời, hai vị đỉnh cấp đế tôn chiến đấu đến cùng một chỗ, năng lượng lay thiên. Bình dục thiên đế nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, vừa định nói chuyện, một khắc sau, một bóng người thoáng hiện trước mặt hắn. Công Bật Tử thở dài, lão phu vốn không muốn ra tay, nhưng năm đó dù sao cũng nhận ân huệ của người Bình Sinh, lui đi. Bắc Hải, người muốn ra mặt vì nhân gian giới. Bình Dục Thiên Đế thở ơ dị thường, người có biết Nhân Vương bất tử, nhân gian tâm đều đủ, tương lai đại đạo hiện ra, có lẽ không cách nào mở ra hoặc rứt khoát thành toàn Nhân Vương. Đại Đạo, Công Bật Tử khẽ cười nói, lão phu thật có chút hiếu kỳ, đáng tiếc lão phu nhận định tử lý không nhận tử lý năm đó sẽ không ngay cả trí bảo cũng không thấy hắn đã cùng cường giả bắc phái giết đến mức thiên băng địa liệt người khác vì trí bảo hắn thật sự vì lý niệm đương nhiên cũng đang tìm kiếm cường giả phá công pháp của hắn lời vừa dứt tinh thần lực của công bật tử bộc phát giờ khắc này trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số yêu tộc tinh thần lực ngưng tụ mà thành những yêu tộc này đều vô cùng mạnh mẽ mang theo khí thức cường đại dồn dập xiết về phía bình dục thiên đế Bình dục thiên đế nhíu mày, thập đại động thiên chi chủ, tứ phạm thiên chi chủ, thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Nhưng bác hải đại đế trẻ tuổi, năm đó bị thương cũng rất nặng, thực lực trong 14 người xem như yếu nhất, thậm chí sắp rơi xuống cấp độ này. Nhưng giờ phút này, dưới sự toàn lực ứng phó của công quyên tử, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Ngay khi hai vị trí cường giả bị ngăn cản, mắt thấy thông đạo hoàn toàn ngưng hiệt, loài người bắt đầu vừa đánh vừa lui, có người lại thở dài, chậm rãi nói, nhân vương, đã đến đây rồi hay là ở lại đi giờ khắc này hai vị đế tôn đến từ thiên ngoại thiên một nam một nữ chính là cường giả lần trước vây công trương đào ở đế mộ cũng ra tay hai người một người oanh kích thông đạo một người giết về phía trương đào đại chiến lại nổi lên bình sinh thường dung đều bị ngăn cản bọn họ cũng không xen vào nhưng nhân loại không thể đi đi thôi vở kịch hôm nay hát cho ai xem ai thôi mà thôi lúc này Long đế đến từ Hải ngoại tiên đảo hóa thành hình người, cười khổ nói, lúc trước thương đế nói để bản đế chăm sóc một chút, bản đế chưa từng nghĩ đến sẽ là như vậy. Lúc này, Long đế đánh một quyền về phía nữ đế đang tấn công thông đạo kia, cười nói, nào, bản đế phải luận bàn với ngươi một phen. Dứt lời, hai vị đế tôn cũng không tranh luận cái gì, mọi người đều có lập trường mà thôi, liền xem ai thủ đoạn cao hơn. Một người một rồng, trong chớp mắt đã chém giết với nhau. Một vị lại một vị đế tôn bắt đầu xuất thủ. Bên trong thiên ngoại thiên, lại có hai vị cường giả đế tôn đi ra, mục tiêu đều là Trương Đào, bao gồm chúng sinh chi môn trong tay hắn. Cùng lúc đó, Huyền Quý Thiên Đế của Huyền Đức Động Thiên bước ra một bước, nhìn về phía hai người Trần gia, khẽ thở dài, chư vị, hai người này là người của Huyền Đức cảnh ta, không thể giết. Hắn không nói giúp nhân loại, nhưng hai vị tuyệt đỉnh của Trần gia, xem như là môn nhân của hắn. Hai vị cường giả cấp chân thần, hắn cũng không thể ngồi nhìn. Huyền Quý Thiên Đế đứng dậy, ngăn cản hai vị đế tôn vừa đi ra đối diện một vị đế tôn thản nhiên nói huyền quý ra tay thì ra tay cần gì phải tìm lý do chúng ta còn cần như thế cũng đúng huyền quý thiên đế cười khổ nói cứ như vậy đi hai vị đường này không thông ngươi nói không tính